quả cam oan nghiệt. Dưới triều Chúa Định Vương, tại thành Quy Nhơn có người tàu Quảng Đông, tục gọi là tàu Dư. Cứ mỗi năm đến tháng Chạp, chở hàng hóa lên thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn bán cho người địa phương. Hiểu rõ tâm lý người dân Việt Nam và hoàn cảnh chúng thôn quê lúc gần Tết, tàu Dư bán hàng triệu, kẻ đáng nhiều thì nhiều, kẻ đáng ít thì ít. Rồi đến mùa gặt lúa, tháng 3 sang năm mới trở lại thu tiền. Nhờ vậy, hàng chú không bao giờ ế, và người địa phương đối với chú rất có cảm tình. Ở Vĩnh Thạnh, có người bán bánh bèo tên là Phan Phiên. Nhà cửa tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, lại có vườn rộng và quán bánh ở bên đàn. Vì tiện lợi cho sự buôn bán nên mỗi khi đến Vĩnh Thạnh thì tàu Dư đến đậu ở nhà Phan Phiên, hai bên rất tương đắc. Năm năm lui tới yên vui, tàu Dư bỗng mất tích. Lúc bấy giờ, nhằm lúc nhà Tây Sơn khởi binh đánh lấy thành Quy Nhơn, người thì đoán rằng tàu Dư sợ giặc giả đi lánh nơi khác, người thì cho rằng chú đang gặp rủi ro trong chốn ba quân. Kẻ bàn tán xôn xao ít lâu, rồi công ăn việc làm xóa mờ dần dĩ vãng. Rồi nơi giấu tàu Dư, Phan Phiên đi Quy Nhơn mua hàng về bán Tết, và mỗi năm đi buôn chỉ một lần. Chưa đầy 5 năm, trong nhà đã dư ăn dư để. Chàng dẹp lò bánh bèo, mua trên vài chục mẫu ruộng tốt cho làm rẻ, dỡ bỏ mấy căn nhà cặp nhỏ hẹp, cất lại một tòa mái nhà ba gian, có hồ sen, có non bộ, nghiễm nhiên thành một người giàu sang nhất vùng. Ai nấy đều cho rằng nhờ thần tài phù hộ. Để tạ ơn trên trước, Phan Phiên rước hát bội đến hát. Chàng định hát một đêm một ngày. Rập hát cất cổ lầu, đồ trần thiết mướn toàn đồ tàu, vàng thêu rực rỡ, người đến xem đông như kiến. Chủ nhân lựa tuồng tiểu giang sang để tôn vương xong là bế mạc. Mặt trời vừa gác núi, tiếng trống chầu chiên đã nổi dậy vang lừng. Và nhà trong cúng tế vừa xong thì ngoài rạp bắt đầu khai diễn. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu, tiếng chầu đôi giống, trống chiên thúc. Anh kép đóng vai Khương Đinh Tá bước ra giáo đầu, đều bộ thật khéo, tiếng chầu thưởng giòn. Nhưng vừa toan cất tiếng xưng danh thì anh kép liền ngậm miệng, mặt dán giác chân bước lui. Vừa vào buồng bị thôi thúc, anh kép trở ra lại, nhưng cũng vừa toan cất tiếng thì liền ngậm miệng lại và hốt hoảng chạy vào buồng. Anh kép khác ra thay, rồi anh kép khác ra thay nữa, nhưng anh nào cũng vừa muốn cất tiếng thì liền ngậm miệng, hốt hoảng chạy vào trong buồng. Ông bầu hỏi duyên do, anh nào cũng làm thinh, lấy tay khoác, có vẻ sợ hãi. Cả rạp đều ngạc nhiên hết sức. Ông bầu đề nghị cùng chủ nhân cho thay vở tuồng khác, rồi tự mình ra giáo đầu. Ông bầu đóng vai quan công phò nhị tẩu, vừa bước ra sân khấu thì liền được khán giả hoan nghênh. Nhưng cũng vừa toàn cất tiếng xưng danh thì liền ngậm miệng lại, bước lui mấy bước, rồi cũng hốt hoảng chạy vào buồng. Ngoài rạp nhao nhao, hai vị phụ lão cầm chầu quăng dùi đứng dậy bỏ về. Chủ nhân vừa lo ngại vừa tức giận vào cự bầu hát. Bầu hát không nói không rằng, chỉ hối thúc con em là dọn gánh lui ra. Thế là đám hát bị tan rã. Cho là điềm xấu, Phan Phiên đâm đơn kiện người bầu hát đã làm mất thể diện mình. Để Ly Tuy Viễn lúc bấy giờ là quan huyện họ Tàu, có tiếng là công bình chính trực. Đêm trước hôm Phan Phiên đầu đơn kiện, Tàu Công đang ngồi đọc sách dưới đèn thì một người Tàu vào đặt ngay thư án một quả sơn đỏ, rồi vái hai vái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thắm. Công toan cầm cam lên ngửi thì một con quả đen bay đến, lấy chân quắp tha đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã. Giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chiêm bao. Vì vậy, sáng hôm nay nhận được đơn của Phan Phiên, công đoán chắc là có sự liên quan giữa giấc chiêm bao và vụ kiện. Công sức rác đòi đoàn hát bội đến và tự mình lấy khẩu cung. Ông bầu gánh
cùng mấy người kép đều khai giống nhau rằng khi ra tuồng, chúng vừa toan cất tiếng thì một người tàu cầm quả cam chín thấm nhét vào miệng không cho nói, sợ quá chúng phải bỏ cuộc rút lui. Tàu công ngẫm nghĩ, thật là kỳ, cũng chú tàu, cũng quả cam chín thấm, nhất định có điều bí ẩn chi đây. Công cho đoàn hát bội về nhà, rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thạnh đến nhà Phan Phiên. Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cau chuối xanh tươi, chim se sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít, không thấy chi lạ. Công toan trở vào nhà xem xét thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu não nuột. Lòng sanh nghi hoặc, công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành xum xuê chỉ vỏn vẹn có một quả chín thấm. Thấy quả cam trên cành giống như quả cam trong mộng, công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng, rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó, một vòi huyết từ quả cam quả mổ vụt phun ra. Viên thuộc hạ hết hồn, Phan Phiên sợ run cầm cập. Tào Công lấy làm kinh dị tự nhủ, nhất định có kẻ bị chết oan. Bèn sai đào gốc cam lên, cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Phiên hãi hùng thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Tào Công một mặt cho tẩn liệm bộ xương và chôn cất tử tế, một mặt cho bắt giải Phan Phiên đến huyện đường. Đến huyện đường không cần tra tấn, Phan Phiên quỳ cung, bộ xương ấy là của Tào Dư. Tào Dư đến buôn bán tại Vĩnh Thạnh rất phát đạt, thấy y chân chất và không có vợ con, tôi bèn làm mối cô em vợ tôi cho y. Y bằng lòng, bàn cùng tôi tậu ruộng nương, cất nhà cửa tử tế rồi lo việc gia thất. Tôi tán thành, y về Quy Nhơn lo thu xếp công việc. Một đêm tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng Tàu Dư gọi cửa. Lúc bấy giờ vợ con tôi đã ngủ say. Tôi dậy mở cửa, y gánh vào một cặp bầu cũ kỹ, ngó quanh quất rồi thẳng vào buồng nhà trong. Y chỉ cặp bầu nói cùng tôi, tài sản của tôi có chừng nấy. Đoạn mở bầu lấy ra hai chỉnh sành, một chỉnh đựng toàn vàng nén, một chỉnh đựng toàn bạc nén. Chưa bao giờ thấy của giàu như thế, mắt tôi hoa lên. Tàu Dư nói, không nên để trong nhà, hãy đem chôn ngay ra sau vườn. Tôi lấy cuốc thuẫn rồi cùng Tàu Dư khuân hai chỉnh vàng bạc ra sau vườn. Tôi cuốc đất, Tàu Dư xúc đổ. Vừa làm việc tôi vừa nghĩ đến hai chỉnh vàng bạc. Cảnh giàu sang hiện ra trước mắt tôi, lòng tham của tôi tưng bừng nổi dậy. Thấy Tàu Dư đương chú ý vào việc xúc đất, thuận tay tôi trở đai cuốc sáng mạnh xuống đầu, y vỡ sọ chết tức khắc. Sẵn hầm đào đã sâu, tôi liền lấp xác chết rồi bứng cây cam bên cạnh trồng lên trên. Từ trong nhà đến người ngoài không một ai hay biết. Rồi để che mắt thế gian, tôi bèn bỏ nghề bánh bèo, bắt chước Tàu Dư đi mua hàng về bán Tết. Tôi trở nên giàu có. 5 năm trôi qua, không còn ai nhắc nhở đến Tàu Dư, cũng không hề thấy ai đàm luận đến sự giàu sang của tôi. Tôi liền rước hát bội về hát để tạ ơn kẻ khuất mặt đã phù hộ. Nào ngờ Tàu Công quăng bút thở dài, đoạn truyền đem giam Phan Phiên vào ngục thất. Chợt nhớ đến quả cam, Công sai người thắng ngựa đi lấy. Ngựa chưa kịp thắng thì một con quạ bay đậu trước huyện đường kêu inh ỏi. Công trông ra, một quả cam chín thấm từ chân quạ rơi xuống mặt sân. Sai lượm lên xem là quả cam nơi vườn Phan Phiên, nhưng ruột trống rỗng, mà nơi quả mổ vẫn còn vết máu tươi. Công hội ý, ra lệnh tịch biên gia sản Phan Phiên, trích ra một số tiền làm chay cầu siêu cho Tàu Dư. 3 ngày 3 đêm. Đêm thứ 3 giờ tí, hồn Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật 3 lạy rồi biến mất. Và trên không một con quạ vừa bay vừa kêu. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính.
ngày xưa ngày xưa, có một người trải qua nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần nhưng chưa có kiếp nào đặng thành Phật. Đến kiếp thứ 10, người này được thác sanh ở nước Cao Ly, làm con gái một nhà họ Mãn, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà việc cửa chăm lo rất đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học, không chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn. Nàng càng ra công tần tảo cho chồng dốc lòng nấu sử sôi kinh. Một đêm bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi thấy mệt mỏi, bèn ngã lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ, chuyện trò một chút rồi ngủ thiêu thiêu. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên giấc. Nàng có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng nàng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Ồ, sao lại có sợi râu xấu xí thế này? Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác, ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được. Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi râu. Không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa chợt tỉnh. Trông thấy vợ tay cầm dao chỉ vào mặt trong lúc mình chợt ngủ quên, Thiện Sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối, liền vùng dậy nắm cổ tay và la lên: "Chết thật, nàng định cầm dao giết ta lúc đang ngủ ư?" Thị Kính đáp: "Không phải đâu, thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định tâm lén nhổ nó đi, kẻo trông xấu xí lắm." Nhưng trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, chồng nhất định không tin như vậy. "Thôi thôi, đừng khéo chống chế, làm sao có chuyện nhổ râu khi ta đang ngủ? Muốn nhổ thì đợi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt có hay không?" Giữa lúc ấy, người mẹ Thiện Sĩ nằm ở buồng bên cạnh, nghe cãi nhau cũng xô cửa bước ra. Vừa nghe con trai kể lại chuyện, bà đã mồm loa mép giải: "Trời ơi, con này to gan thật, dám đăng tay làm những việc tày trời. May mà con ta trở dậy kịp, không thì còn gì tính mạng." Thị Kính nước mắt giàn giụa, cố gắng phân trần: "Mẹ nghĩ xem, con có thù vơ oán chạ gì mà phải làm như vậy? Chẳng qua con muốn làm cho chồng đẹp mặt." "Rõ ràng mày định tâm giết chồng, bị bắt 2 năm rõ 10 mà còn chối lèo lẻo." Người mẹ Thiện Sĩ chẳng ưa gì nàng dâu nên một mực đổ riết. Thị Kính thấy giải bài mãi không ăn thua nên ngồi xuống cúi đầu nức nở. Câu chuyện từ bé xé ra to, cuối cùng gia đình họ Sùng không muốn con cháu có nỗi ác nghiệt nên Thị Kính bị đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà khăn gói ra đi. Nàng đi đi mãi, cố tìm trú ngụ một nơi cho thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ở đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin cạo đầu quy y. Sư cụ không biết là gái, bèn nhận cho làm tiểu, đặt là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đây nàng yên tâm bạn cùng kinh kệ. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một việc mới lại xảy đến với nàng. Tuy ăn mặc nâu sòng nhưng vẻ mặt của chú tiểu mới đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái làng thổn thức. Trong làng có thị mầu, con gái của một phú ông. Những ngày lễ chùa thấy tiểu Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm nhớ thầm. Hai ba phen bị khước từ, thị mầu càng si mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú tiểu. Quen thói trăng hoa, thị mầu bèn tư thông với một người đầy tớ trai trong nhà. Qua nhiều phen đi lại, không ngờ bụng ngày một lớn, bị làng phạt vạ. Cô gái nghĩ rằng
nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ riết cho Tiểu Kính Tâm. Vì thế Tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh tơi tả, nàng cũng không dám nhận liều, cũng như không để lộ mình là gái. Sư cụ chùa Phân thấy chú Tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với làng nộp vạ, bảo lãnh cho Tiểu được tha về. Nhưng sợ miệng thế gian mai mỉa ô danh chốn thiền môn, nên sư bắt Tiểu phải chụm một cái lều cư ngụ ở phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ này, cắn răng không hề van xin hay than thở. Thị Mầu sau đó sinh được một trai, đã trót đổ váy cho Tiểu Kính Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ ở cửa tam quan. Kính Tâm lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì một hành động thú tội, mà không nhận thì lầm ngơ sao đành trước một đứa bé vô tội thế kia. Nhưng những tràng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh đã khiến nàng mất hết ngại ngần. Lập tức nàng bế đứa bé vào lều chăm sóc. Và từ đó ngày ngày một công việc mới choáng hết thì giờ và tâm trí của nàng. Nàng phải bế nó đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, mặc cho dân làng kẻ cười người chê đến sát cả mặt, nàng vẫn âm thầm chịu đựng, tuyệt không có một lời oán thán. Cứ thế sau 6 năm, nàng trông nom con người như con đẻ. Trong khi đứa bé ngày một sững sờ khôn lớn, thì sức nàng trái lại ngày một mỏi mòn kiệt quệ. Một hôm biết mình không thể sống được nữa, Tiểu Kính Tâm bèn viết một phong thư để lại cho bố mẹ đẻ. Trong đó nàng thuật lại đầu đuôi nỗi nhẫn nhục bấy chày, lại dặn dò đứa bé sau khi mình chết đi thì trao thư lại cho sư cụ trên chùa. Khi khâm liệm, mọi người mới hay Tiểu Kính Tâm là đàn bà, và ai nấy đều nhận thấy rằng sự chịu đựng của nàng từ bấy đến nay quả là cùng cực. Để tỏ lòng hối hận, sư cụ chùa Phân bèn cho lập một đàn chay cầu cho nàng được siêu sanh tịnh độ. Dân làng còn bắt Thị Mầu phải để tang và trả mọi chi phí mai chay. Hôm cử hành đàn chay thì trên trời giữa một đám mây năm sắc, Đức Phật Thiên Tôn hiện ra phán truyền cho Kính Tâm thành Phật Quan Âm. Ngày nay để chỉ cho những mối oan to lớn, người ta thường bảo oan thị kính là từ chuyện này mà ra. Ai nhẫn được những điều khó nhẫn, làm được những giới hạnh khó làm, người đó chắc chắn được thành đạo quả. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàn huyên tâm sự chưa được bao lâu, kỳ nay họ đã ra người thiên cổ. Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi, khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não. Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa? Ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa, trái lại người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận, vì trong thức tình của con người có sẵn tình nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường, nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được, kiềm chế nó được là điều tốt. Dân gian có câu: no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người khùng, mặt mày đỏ như gất chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra,
gieo nhân thì gặt quả, đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Thà mình chịu nhường nhịn, để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ, thì họ sẽ cảm phục ta hơn. Bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến, hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giúp họ mau mau phản tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Anh đúng, tôi sai. Có hai nhà ở cạnh nhau. Nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì sống yên tĩnh. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác Ba Thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa một vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống được an ổn vô sự. Còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt, do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau. Vậy đây là đạo lý gì? Ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trợn mắt và mắng lớn. Ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại. Tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý làm cho nó bể tan đi thôi. Hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau. Nhưng ngược lại, người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói: dạ xin lỗi, tại tôi vụng về cho nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng: ờ thì điều này thì không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cãi vã được. Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi lầm, có thể tự cho mình là xấu, thực hành hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác, trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình. Và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh. Thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy, thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. 4. Bồ Tát và chúng sinh. Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường. Bà cụ cao mặt quát: thằng bé, mày có lên ngay không? Thằng nhỏ phản đối: cháu xí cái dũng này từ hồi đầu mới mưa, bà kiếm cái khác đi, thiếu gì. Bồ Tát là những vị phát tâm bồ đề rộng lớn, trên cầu làm Phật, giữ nguyện độ tất cả mọi chúng sinh,
đang chìm luân khổ não trong biển sinh tử luân hồi. Riêng chúng ta thì có thể hiểu một cách đơn giản rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, thì ta đã có mầm Bồ Tát trong lòng rồi. Nhưng cuộc đời thì luôn đối lập với nhau. Tâm Bồ Tát thì tạo dựng rất khó, nhưng lại rất dễ bị thối thất nếu như chúng ta không có một niềm tin chánh kiến. Bạn có biết tại sao không? Là khi chúng ta phát tâm tu Bồ Tát hạnh, là đi đến đâu mọi người cũng hoan hỷ đón chào, mà chúng ta cũng sẽ bị những chướng duyên và nghịch cảnh thử thách cản trở con đường tiến tới. Bởi vì ta đang trên đường hành trình lội ngược dòng sinh tử luân hồi, thâu gọn thời gian của vô lượng kiếp thành một, sẽ không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên nhiều khi ta sẽ bị sốc trên chặng đường dốc ngược, bắt buộc ta phải vượt qua để hoàn thành tâm nguyện, như trường hợp của bà cụ già kể trên chẳng hạn. Vì những gì ở đời mà người ta đang ưa thích mà mình cản trở, thì có chừng là mình sẽ bị nghi là mình muốn đạt cái sở thích ấy. Chúng ta phải trang bị cho chính mình một hành trang nhẫn nhục lớn lao để chuẩn bị bước vào cuộc sống với tâm hạnh Bồ Tát, sẵn sàng làm đẹp cho đời. Công đức ăn chay. Chuyện xưa kể rằng Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc suốt 7 ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuốn quýt. Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại với mọi người trong nhà: quả là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa. Đêm đó ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Ôi chao, đã ngủ rồi sao? Hóa ra đó là Pháp Sư Đạo Quang, vị đại sư mà hằng ngày ta kính trọng. Ngài mới nói với ta rằng: này Cố cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé. Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, ta mới nói là được, đi thì đi. Thế là ta cùng với ngài đến một đạo tràng quy mô rộng rãi. Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết, ở đó có khá đông thính chúng. Pháp đường trước thì giảng kinh Kim Cương, pháp đường sau thì giảng kinh Báo Ân. Vị cao tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc có dạy rằng: các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới không sát sinh. Một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố giữ gìn cho kiên định. Và kế đến thì Pháp Sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt ta đã phải kinh hồn khiếp vía. Đó là một cái hồ đầy máu. Ở chính giữa cái hồ máu đó có một người phụ nữ la khóc thảm thiết. Trên thân của người phụ nữ đó thì vô số những con ốc, con sên đang bò qua bò lại. Vị Pháp Sư đã giảng một cách rất rõ ràng: thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay làm phước của ngươi cho nên đã được cứu độ. Còn người trong cái hồ đó chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi. Vì bà ta thích ăn thịt nên ngày nay mới ra nông nỗi đó. Nếu ngươi muốn cứu độ bà ấy thoát khỏi khổ báo thì phải cố gắng tụng chú Đại Bi và chú Giảng Sinh. Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta. Nghiệp còn nặng. Đang quét sân chùa, thấy một cô Phật tử đem một lồng chim đi vào. Tiểu Tâm Minh mừng rỡ chạy ra chào: A Di Đà Phật, chào cô, để cho con phóng sinh giúp cô. Cô Phật tử liền giải thích là cô không có ý định phóng sinh tại chùa, mà chỉ có ý định là nhờ chùa giữ giùm để ngày mai đem về chùa dưới phố phóng sinh trong dịp ở đó. Tiểu Tâm Minh
chắp hai tay tiêu nghỉu than thầm. Mua chim từ chợ sách về chùa, ngày mai lại mang về phố mất một ngày đường nữa. Chắc nghiệp của bầy chim này còn nặng. Những người đến chùa mà không hiểu đạo, dù có thiện tâm, nhưng vì không biết việc làm của mình đúng hay sai, nên nhiều khi cũng làm khổ cho thiên hạ nhiều lắm. Nếu phóng sinh mà mang ý niệm lợi danh vào đó và mong cầu quả báo ở vị lai, thì việc phóng sinh này không còn mang ý nghĩa vị tha mà đã chuyển thành vị kỷ. Với một cái tâm vị kỷ như vậy, nhiều khi làm phước nhiều, không những không có phước mà còn có thể rước thêm tội. Phóng sinh có nghĩa là tôn trọng mạng sống của mọi loài, mở lòng từ bi, thương tưởng đến hữu tình phải chịu thống khổ trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúng ta phát thiện tâm phóng sinh, chứ không phải là ta đem sinh mạng của loài hữu tình làm vật buôn bán danh lợi. Người không có vô minh tham dục thì tự nhiên có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi. Có tâm từ bi rộng lớn thì đương thấy chúng sinh bị nạn, ta liền muốn cứu, chứ không nên khởi tâm ích kỷ và để lợi danh xen vào những thiện niệm đã phát khởi trong tâm. Buôn bán. Một Phật tử rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày niệm 2 tiếng đồng hồ, dù là mưa gió hay nóng bức cỡ nào cũng không bỏ. Cũng trong cùng một đạo tràng lại có một Phật tử giải đãi lười biếng, ưa phóng khoáng, dù có đến chùa nhưng lại không siêng tụng kinh niệm Phật. Một hôm Phật tử giải đãi hỏi vị Phật tử niệm Phật tinh tấn: chẳng hay được lợi ích gì mà đạo hữu lại niệm Phật hoài như vậy? Vị Phật tử kia đáp: lại thêm một đạo hữu buôn bán. Trong cuộc sống, con người thật khó thoát được dòng nhân quả nghiệp báo, bởi vì trong mỗi hành vi phải hàm chứa nhân và quả, cộng với bản ngã, thời gian, luân hồi sinh tử nghiệp báo. Chúng ta thường tính toán cái gì có lợi thì ta mới làm, mà không biết rằng chút bèo danh bọt lợi đó chỉ trôi dạt trong đợt sống sinh diệt luân phiên của vô thường, xảy ra trong từng giây từng phút. Nếu thật sự muốn cầu được đạo giải thoát lớn thì chẳng cần phải tính toán chút ít lợi danh, vì trong các pháp tự nó đã là cái dụng vô cùng, ẩn chứa thể tướng của đạo viên mãn. Sao chúng ta lại còn phải tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại lại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại bất khả tư nghì. Dù lợi hay hại vẫn tự tại an nhiên trong mỗi bước chân, nụ cười và hơi thở chánh niệm. Quả báo một việc làm ác. Vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu. Người nông dân vô cùng tức giận bảo rằng: tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này, bây giờ mày gặm, mày ăn, mày phá hoại mùa màng của tao, mày phải trả một cái giá thật đắt cho sự ăn dụng của mày. Ông liền rút dao ra và nói: tao không muốn giết chết mày, nhưng vì mày đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi con mày còn dám ăn dụng và phá hoại mùa màng của tao nữa hay không. Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha, ông đã nắm sừng ghì chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu gian gì được. Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có 3 đứa con, nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng, nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng 12 năm trước,
ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà ba đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông. Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại, điều đó thật đúng. Bởi vì từ xa xưa cho tới nay, không có việc gì vượt ra khỏi được luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặp được quả thiện. Còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì ta sẽ bị quả bất thiện chi phối. Sống hiền được lành. Bệnh tình của phu nhân có thuyên giảm chút nào không? Phạm Mộ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi, không dễ gì dùng thuốc trị lành được. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà. Bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày, tiều tụy cực độ, trông già đi rất nhiều, nên bà đáp nho nhỏ: xin cảm ơn tướng công rất nhiều. Có một danh y ở đất Kinh Khẩu tên là Trần Ngọc Thạch, vốn có tình thông gia với Phạm Mộ. Sau khi chẩn đoán, liền kê vào tai nói nhỏ với Phạm Mộ: nếu như dùng 100 con chim sẻ chế thuốc và dùng trong 21 ngày, rồi tiếp tục ăn não của chúng, thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được. Đây là phương pháp bí truyền của tổ sư, không thể nào sai lầm được. Nhưng nhất định phải đủ 100 con, thiếu một con cũng không được. Trần Thạch dặn đi dặn lại đến 3 lần như vậy. Phạm Mộ y theo lời thầy thuốc bảo, đi mua một lồng chim sẻ đúng 100 con. Chim sẻ bị nhốt trong lồng, kêu rối rít, rất bi thương. Bà vợ Phạm Mộ biết tất cả mọi việc, bèn mời ông vào bên giường, ôn tồn nói: chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật, thì thà tôi chết, chứ không bao giờ cho làm việc đó. Nếu tướng công thật lòng yêu thương tôi, thì hãy nghe lời tôi, mở lòng thả hết chúng ra, thì tôi mới yên lòng được. Phạm Mộ xưa nay vốn thuận chiều ý vợ, không còn cách nào khác, bèn thả chúng bay đi. Thế rồi sau đó ít hôm, bà ấy không uống thuốc gì cả mà bệnh tự nhiên thuyên giảm. Bây giờ có nhiều khách khứa đến đầy nhà, ai nấy đều bảo là trời ban phước lành. Về sau không những bà hồi phục sức khỏe bình thường mà còn mang thai, rồi sinh một bé trai. Trong kỹ, toàn thân bé này da dẻ hồng hào, sáng sỏi, trông rất khả ái. Nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen, giống như hình những con chim sẻ. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu. Chính tình thương yêu đó sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời. Nét đẹp đó được thể hiện qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc, chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng. Chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà lại giết hại những sinh vật nhỏ hơn và ăn thịt uống huyết của chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta. Với tuệ nhãn, Đức Phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo, nên Ngài đã chế ra giới cấm sát sinh và khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh. Nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành. Đi trắng về đen. Có một chàng thanh niên nọ đến nhà bạn chơi. Lúc về gặp lúc trời mưa ướt hết quần áo, chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về. Thấy chủ về, con chó đã không mừng mà chạy ra sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận
cầm gậy định đánh chó. Thời cha anh ta căng: Khoan khoan, không phải lỗi của nó đâu con à. Nếu như con chó nhà ta đi đâu về mà màu lông trắng của nó quá ra đen thì con có đánh đuổi nó đi không? Trong cuộc sống, nhiều khi ta không chịu hồi quang phản chiếu lại chính mình, mà chỉ thích soi mói người khác, dịch ra những cái hay cái dở của người khác, rồi thì phi đàm tiếu, mà không chịu thực tập sống trong chánh niệm để luôn tỉnh giác trong mọi hành động. Nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta luôn được thảnh thơi và sáng suốt. Nếu chúng ta dùng tâm này để nhìn thấy mọi vật trong một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ, khi trí tuệ này chiếu rọi thì ta không bị những thay đổi tốt xấu hay dở chi phối làm phiền não khổ đau. Trong cuộc sống, thử hỏi mấy người suy nghĩ và hành động được như vậy. Vì lẽ đó mà cổ nhân đã để lại một câu châm ngôn bất hủ để răn dạy người đời: trách người một, trách mình mười, bởi ta tệ trước nên người tệ sau. Cách ăn để giảm cân. Trưởng lớp khóa học về kiểm soát thân thể giải thích cho lớp học nghe: ăn kiêng thật sự theo kiểu thiền không phải là kiêng thức ăn, mà chủ yếu là tâm. Có một anh bạn thiền bày cho tôi kỹ thuật kỳ đặc này. Nó kết hợp hai nguyên lý nhà Phật: sống với hiện tại và tôn trọng quà tặng của thiên nhiên, ví dụ như thức ăn. Và kỹ thuật đó như vậy: thứ nhất, sống với hiện tại là phải tắt truyền hình đi và hạn chế mọi sự phân tâm và chú tâm vào việc ăn. Tâm vừa nghĩ lan man liền phải quay về bàn ăn với giây phút hiện tại. Ăn trong chánh niệm, nhai chậm rãi và phải nhận ra từng mùi vị riêng biệt của thức ăn. Thứ hai, phải quý trọng thức ăn mình sắp ăn, dù số lượng ít ỏi tới đâu, dù mùi vị dở kém thế nào, nhưng hãy nấu nướng nó một cách cẩn trọng, dọn lên đĩa sao cho thật hấp dẫn. Và khung cảnh xung quanh phải nên dễ chịu, trụ tâm vào những ưu điểm của bữa ăn và khoảng thời gian đang ăn. Trong nhà Phật có quan niệm coi thức ăn là một vị thuốc hay để trị căn bệnh khô gầy của thân thể. Nếu chúng ta ăn đúng phương pháp thì thức ăn đó là những vị thuốc hữu ích cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Còn ta ăn uống một cách bừa bãi thì không những không có lợi mà còn có hại rất nhiều cho cơ thể, tức là dung nạp vào trong cơ thể quá nhiều chất hữu cơ, làm cho cơ thể phát triển một cách không đúng mức. Thêm vào đó là tích trữ dư thừa những độc tố không có lợi, gây nên bệnh hoạn, ốm đau. Với những người đã ứng dụng nghiêm túc cách ăn kiêng theo nhà thiền như trong truyện, người ta kể rằng đầu tiên thì thấy giảm cân nhiều, và khi theo một thời gian lâu lại cho biết họ thật sự thấy ăn ngon hơn. Bài học của ông. Truyện kể về một cô bé tính tình hay giận dỗi, thường tỏ ra không hài lòng với mọi người, dù sự việc không đáng. Tính của cô bé lại ưa nghe người khác nói lại và lập tức cho lời nói ấy là sự thật mà không hề suy xét. Cứ thế, giận dữ chồng lên giận dữ, hiểu lầm nối tiếp với những hiểu lầm. Vì vậy, cô bé thường bị bạn bè gạt ra ngoài trong các cuộc chơi. Cô bé trở nên đơn độc. Một lần, cô bé tìm gặp người ông để than phiền về cách đối xử của bạn bè mà nó cho là bất công. Ông già im lặng nghe đứa cháu bày tỏ nỗi lòng, và sau cùng ông già nói: cháu hãy nghe ông nói đây. Đời ông đã nhiều lần phải chịu đựng những cảnh tương tự như vậy rồi, và không ít lần ông cũng đã tự thề với lòng mình là ông sẽ trả thù rửa hận. Nhưng dần dần ông đã nhận ra là hận thù chỉ làm cho mình mỏi mòn, chứ không đụng được tới kẻ mà mình oán giận. Ôm mãi lòng hận thù cũng tương tự như là mình đang uống thuốc độc
mà lại mong cho kẻ thù của mình chết. Vậy là sao hả ông? Cô bé hỏi, ông già đáp. Dường như trong người ông có hai con người vậy con à. Một người tốt bụng, không muốn làm thương tổn tới người khác, và có một người xấu ác, luôn luôn giận dữ với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt, khiến không còn nhìn thấy gì nữa, và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn. Ông đã sống với hai con người như vậy, và quả thật là rất khó khăn, vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông. Vậy rồi ai thắng hả ông? Cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi. Ở đời cây nào bón phân nấy con à. Con người cũng vậy. Nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt. Nghe ông nói như vậy cháu đã hiểu rồi. Người đời ít khi được bình an tâm trí, gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phảng phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời vướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày, phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vặt với chính hai con người luôn tồn tại trong họ, một con người của cái thiện và một con người của bất thiện. Nếu cái thiện thắng cái bất thiện thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại. Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa, và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây. Chuyện đạo đời. Có một người bị mù từ thuở mới chào đời, mãi sống trong tối tăm, nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết. Tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy gì hết. Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để về chữa mù cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: bây giờ tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi. Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều đó, tôi không tin. Vì những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta. Đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Câu chuyện này làm ta liên tưởng đến những người khi chưa có duyên đến với đạo Phật, chưa biết gì về đạo Pháp, cũng như người mù không biết gì, tự do phóng túng, buông lung trong dục lạc, và cho rằng chết là hết, là tận cùng, không có kiếp sau, cố chấp điên đạo. Đến khi học được chút ít Phật Pháp, mở mang chút ít trí tuệ, biết được một phần nhân quả nghiệp báo, thì vội cho rằng mình biết tất cả, cho mình là người học rộng hiểu nhiều, dương dương tự đắc, coi thường người khác. Chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này. Phật của ngoại. Bé đi chùa về chào ngoại, phải hỏi: con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với. Ngoại ơi, ngày gì con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ngoại nhớ niệm nghe. Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp: xưa rồi,
ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi lại niệm Đức Di Đà. Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá? Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi, hỷ xả. Và niệm Phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình, để được khai thông ra với mọi người. Chính những đức tính của Phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nếu ta có tính tâm tinh sâu trì danh hiệu Phật, thì ta sẽ phát huy được chánh niệm, từ bi, thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên vui, thì ta nên quy hướng vào tha lực Đức Quán Thế Âm, bởi hành an vui là hành của Ngài. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt, vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trượt, để quy hướng vào tha lực Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thả mồi bắt bóng. Có một con chó miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm ván bắc ngang suối. Thoạt trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước, nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao xuống suối để cướp miếng thịt kia. Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả. Chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có, còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nó không hiện hữu, nhưng ta chấp vào nó để ta phải mất công tìm kiếm và rồi phải thất vọng, vì nó chính là cái bóng phản diện lại cái đang có của chính mình. Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng. Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu tâm của chúng ta, giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắc, những khổ đau và lầm lẫn, để tâm ta trở về với thực tại. Vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách màu nhiệm nhất. Mục đích. Một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn. Con muốn học võ à? Dạ, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch. Con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì con còn hiếu thắng. Thưa thầy, vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi. Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì con còn dị kỷ. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì con học võ để làm gì? Học võ để làm gì à? Chung quy vẫn còn vướng vào một mục đích. Võ sinh ngạc nhiên. Vậy thưa thầy, làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích à? Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: Còn cứ vậy mà làm không được sao? Trong cuộc sống này, hình như con người không thể tồn tại mà không có mục đích. Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai, ở phía trước. Tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia và sẽ là... Vì vậy mà người ta phải thổn thức, phải đợi chờ và phải hy vọng. Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại màu nhiệm sẵn có, thì tất cả mọi tư tưởng, chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ. Và khi ấy,
bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất. Nhận lỗi. Có một vị thầy thâu đồ đệ rất nhiều, nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi, bồng bột, không hiểu được dụng tâm của thầy, thường làm việc theo ý kiến chủ quan. Đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý, chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực, thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ, không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa. Có một đồ đệ sau khi bỏ đi, đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương, thường ở núi này thấy núi kia cao, đến núi kia không củi đốt, không một con đường đến, bèn thầm thể ngộ. Dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình. Rồi hồi tâm chuyển ý, về lại thường trụ của mình. Sư phụ thấy đệ tử trở về, bèn trách: lúc đầu ông không giả từ mà đi, mặc ý rời chùa, sao lại trở về? Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ, thưa: xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử, cho đệ tử có cơ hội để hối cải. Sư phụ từ bi, thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ, cũng không kể hiềm cũ, để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ. Xã hội bây giờ hiện đại và huyên náo, nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp, thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy, hoang mang. Bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao. Vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi, không hề đếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Kỳ thực, đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác, nhất là những người trẻ tuổi hiện đại. Thường sau khi phạm lỗi, chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn, và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người đồ đệ này có thể sửa điều cũ, trở lại nhận lỗi và sám hối. Vì người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi? Biết lỗi mà sửa được, đó là điều rất tốt. Chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương. Cú mèo. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy hỏi lý do. Cú trả lời rằng: vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: chỗ thâm tình, tôi xin phép nói thật, chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi. Nếu bác đổi lại tiếng kêu thì dù ở miền Đông hay miền Tây, bác đều được bình an cả. Mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm, cho và nhận. Trong giáo lý Đại Thừa: hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể. Có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy. Ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người. Được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách nói: thu nhập càng ngày càng khấm khá ha. Nhưng mà
Cha ơi, con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha. Cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá à. Cái thằng nhỏ u mê kia, chẳng phải tiền vô đùm đượm lại gì, còn mong gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì, đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không? Toàn ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, một ngày kia người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Cha ơi! Cha, cha! Cha ơi! Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Cha! Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ, trên thân hàng vạn con lươn đeo bám xung quanh. Trên bờ sông, vô số người kéo nhau đến xem, không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu, đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên. Nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng. Tiếng đó là tự nhiên mà có. Định luật nhân quả cũng vậy. Nếu gieo nhân lành, chúng ta sẽ gặt quả báo lành. Nếu làm ác, phải thọ quả báo ác. Không làm thì không có. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ. Người làm thiện chưa hưởng thiện báo, bởi vì thời gian chưa đến, song nhất định sẽ có quả báo. Vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ. Chư Phật và Bồ Tát luôn luôn đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu chúng ta làm việc ác thì dù có bay lên trời, trốn trong núi cao, lặn xuống biển sâu, đều không thể trốn được. Đến một lúc nào đó, tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo. Một khi đã thọ quả báo thì chúng ta không thể trách trời hay oán người được, mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi. Ba con lừa. Hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà, chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, hai người ngồi trên lưng con lừa, sao nó chịu lỗ mấy vậy? Chết quá. Vậy chứ sao? Tội nghiệp quá. Ông bố nghe có lý, bước xuống để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách. Trời ơi, thời đại còn điên đảo, con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới lượt vài bước, một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra. Chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy. Cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng, còn con thì phải đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ. Tưởng yên thân nhưng lại bồ bồ có tiếng nói. Trời ơi, khổ chưa? Mua lừa làm gì? Hai cha con cùng đi bộ, ngu quá ư là ngu. Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bị ngoại cảnh tác động chi phối, làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình. Trước những lời khen chê, thị phi tốt xấu, Phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật, là những bóng giả mà thôi. Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó, chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức. Nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi len lỏi dây dưa khắng khít theo mình. Người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được. Phật dạy, người tu phải là người có kiếm trí tuệ, chặt đứt được những ràng buộc, những vướng mắc, những ngoại duyên thì mới có thể dẫn tiến, dẫn tu, dẫn bền niềm tin trên con đường đạo. Người hướng đạo. Một hôm, trên đường đi, một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong khuôn viên nhà chùa. Nếu ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng, sơn và vẽ một tấm biển báo. Xem xong, vị sư đem cắm ở quãng đường đó. Nhìn lại công trình của mình, vị sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm và nghĩ bụng.
thật là an toàn. Có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả. Nhưng ngờ đâu, trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo, vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên. Trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này. Cái đau của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ, tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những xao động thị phi. Nhưng không sao, điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong, ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó, hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân. Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó, vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất. Nhưng trên bước đường tu, nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý, chúng ta lại không dám đương đầu, dễ nản lòng và nhục chí. Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ, dù có té ngã nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn, 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 phúc không phiền muộn. Quả cam oan nghiệt. Dưới triều Chúa Định Vương, tại thành Quy Nhơn có người tàu Quảng Đông, tục gọi là tàu Dư, cứ mỗi năm đến tháng Chạp chở hàng hóa lên thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn bán cho người địa phương. Hiểu rõ tâm lý người dân Việt Nam và hoàn cảnh chúng thôn quê lúc gần Tết, tàu Dư bán hàng triệu, kẻ đáng nhiều thì nhiều, kẻ đáng ít thì ít. Rồi đến mùa gặt lúa, tháng 3 sang năm mới trở lại thu tiền. Nhờ vậy hàng chú không bao giờ ế, và người địa phương đối với chú rất có cảm tình. Ở Vĩnh Thạnh có người bán bánh bèo tên là Phan Phiên. Nhà cửa tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, lại có vườn rộng và quán bánh ở bên đàn. Vì tiện lợi cho sự buôn bán nên mỗi khi đến Vĩnh Thạnh thì tàu Dư đến đậu ở nhà Phan Phiên, hai bên rất tương đắc. Năm năm lui tới yên vui, tàu Dư bỗng mất tích. Lúc bấy giờ nhằm lúc nhà Tây Sơn khởi binh đánh lấy thành Quy Nhơn, người thì đoán rằng tàu Dư sợ giặc giả đi lánh nơi khác, người thì cho rằng chú đã gặp rủi ro trong chốn ba quân. Kẻ bàn tán xôn xao ít lâu rồi công ăn việc làm xóa mờ dần dĩ vãng. Rồi noi dấu tàu Dư, Phan Phiên đi Quy Nhơn mua hàng về bán Tết, và mỗi năm đi buôn chỉ một lần. Chưa đầy 5 năm, trong nhà đã dư ăn dư để. Chàng dẹp lò bánh bèo, mua trên vài chục mẫu ruộng tốt cho làm rẻ, dỡ bỏ mấy căn nhà cặp nhỏ hẹp, cất lại một tòa mái nhà ba gian, có hồ sen, có non bộ, nghiễm nhiên thành một người giàu sang nhất vùng. Ai nấy đều cho rằng nhờ thần tài phù hộ. Để tạ ơn trên trước, Phan Phiên rước hát bội đến hát. Chàng định hát một đêm một ngày. Rạp hát cất cổ lầu, đồ trần thiết mướn toàn đồ tàu, vàng thêu rực rỡ, người đến xem đông như kiến. Chủ nhân lựa tuồng tiểu gian sang để tôn vương xong là bế mạc. Mặt trời vừa gác núi, tiếng trống chầu chiên đã nổi dậy vang lừng. Và nhà trong cúng tế vừa xong thì ngoài rạp bắt đầu khai diễn. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu. Tiếng chầu đôi giống, trống chiên thúc. Anh kép đóng vai Khương Đinh Tá bước ra giáo đầu, đều bộ thật khéo. Tiếng chầu thưởng giòn, nhưng vừa toan cất tiếng xưng danh thì anh kép liền ngậm miệng, mặt dấn giác chân bước lui. Vừa vào buồng bị thôi thúc, anh kép trở ra lại, nhưng cũng vừa toan cất tiếng thì liền ngậm miệng lại và hốt hoảng chạy vào buồng. Anh kép khác ra thay, rồi anh kép khác ra thay nữa, nhưng anh nào cũng vừa muốn cất tiếng thì liền ngậm miệng, hốt hoảng chạy vào trong buồng. Ông bầu hỏi duyên do, anh nào cũng làm thinh, lấy tay khoác, có vẻ sợ hãi. Cả rạp đều ngạc nhiên hết sức. Ông bầu đề nghị cùng chủ nhân cho thay vở tuồng khác, rồi tự mình ra giáo đầu.
ông bầu đóng vai quan công phò nhị tẩu vừa bước ra sân khấu thì liền được khán giả hoan nghênh, nhưng cũng vừa toàn cất tiếng xưng danh thì liền ngậm miệng lại, bước lùi mấy bước rồi cũng hốt hoảng chạy vào buồng. Ngoài rạp nhao nhao, hai vị phụ lão cầm chầu quăng dùi đứng dậy bỏ về. Chủ nhân vừa lo ngại vừa tức giận vào cự bầu hát. Bầu hát không nói không rằng, chỉ hối thúc con em là dọn gánh lui ra. Thế là đám hát bị tan rã. Cho là điềm xấu, Phan Phiền đâm đơn kiện người bầu hát đã làm mất thể diện mình. Để Ly Tuy Viễn lúc bấy giờ là quan huyện họ Tàu, có tiếng là công bình chính trực. Đêm trước hôm Phan Phiền đầu đơn kiện, Tàu Công đang ngồi đọc sách dưới đèn thì một người Tàu vào đặt ngay thư án một quả sơn đỏ rồi vái hai vái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thắm. Công toan cầm cam lên ngửi thì một con quạ đen bay đến lấy chân quắp tha đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã, giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chiêm bao. Vì vậy sáng hôm nay nhận được đơn của Phan Phiên, công đoán chắc là có sự liên quan giữa giấc chiêm bao và vụ kiện. Công sức rác đòi đoàn hát bội đến và tự mình lấy khẩu cung. Ông bầu gánh cùng mấy người kép đều khai giống nhau rằng khi ra tuồng, chúng vừa toan cất tiếng thì một người Tàu cầm quả cam chín thấm nhét vào miệng không cho nói, sợ quá chúng phải bỏ cuộc rút lui. Tàu Công ngẫm nghĩ, thật là kỳ, cũng chú Tàu cũng quả cam chín thấm, nhất định có điều bí ẩn chi đây. Công cho đoàn hát bội về nhà rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thạnh đến nhà Phan Phiên. Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cau chuối xanh tươi, chim se sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít, không thấy chi lạ. Công toan trở vào nhà xem xét thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu não nuột. Lòng sanh nghi hoặc, công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành xum xuê chỉ vỏn vẹn có một quả chín thắm. Thấy quả cam trên cành giống như quả cam trong mộng, công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó một vòi huyết từ quả cam quả mổ vụt phun ra, viên thuộc hạ hết hồn. Phan Phiên sợ run cầm cập. Tàu Công lấy làm kinh dị tự nhủ, nhất định có kẻ bị chết oan. Bèn sai đào gốc cam lên, cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Phiên hải hùng thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Tàu Công một mặt cho tẩn liệm bộ xương và chôn cất tử tế, một mặt cho bắt giải Phan Phiên đến huyện đường. Đến huyện đường không cần tra tấn, Phan Phiên quỳ cung: bộ xương ấy là của Tàu Dư. Tàu Dư đến buôn bán tại Vĩnh Thạnh rất phát đạt, thấy y chân chất và không có vợ con, tôi bèn làm mối cô em vợ tôi cho y. Y bằng lòng, bàn cùng tôi tậu ruộng nương, cất nhà cửa tử tế rồi lo việc gia thất. Tôi tán thành, y về Quy Nhơn lo thu xếp công việc. Một đêm tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng Tàu Dư gọi cửa. Lúc bấy giờ vợ con tôi đã ngủ say. Tôi dậy mở cửa, y gánh vào một cặp bầu cũ kỹ, ngó quanh quất rồi thẳng vào buồng nhà trong. Y chỉ cặp bầu nói cùng tôi: tài sản của tôi có chừng nấy. Đoạn mở bầu lấy ra hai chỉnh sành, một chỉnh đựng toàn vàng nén, một chỉnh đựng toàn bạc nén. Chưa bao giờ thấy của giàu như thế, mắt tôi hoa lên. Tàu Dư nói: không nên để trong nhà, hãy đem chôn ngay ra sau vườn. Tôi lấy cuốc thuẫn rồi cùng Tàu Dư khuân hai chỉnh vàng bạc ra sau vườn. Tôi cuốc đất, Tàu Dư xúc đổ. Vừa làm việc tôi vừa nghĩ đến hai chỉnh vàng bạc. Cảnh giàu sang hiện ra trước mắt tôi, lòng tham của tôi tưng bừng nổi dậy. Thấy Tàu Dư đương chú ý vào việc xúc đất, thuận tay tôi trở đai cuốc sáng mạnh xuống đầu, y vỡ sọ chết tức khắc.
Sẵn hầm đào đã sâu, tôi liền lấp xác chết, rồi bứng cây cam bên cạnh trồng lên trên. Từ trong nhà đến người ngoài không một ai hay biết. Rồi để che mắt thế gian, tôi bèn bỏ nghề bánh bèo, bắt chước Tàu Dư đi mua hàng về bán Tết. Tôi trở nên giàu có. 5 năm trôi qua, không còn ai nhắc nhở đến Tàu Dư, cũng không hề thấy ai đàm luận đến sự giàu sang của tôi. Tôi liền rước hát bội về hát để tạ ơn kẻ khuất mặt đã phù hộ. Nào ngờ Tàu Công quăng bút thở dài, đoạn truyền đem giam Phan Thiên vào ngục thất. Chợt nhớ đến quả cam, Công sai người thắng ngựa đi lấy. Ngựa chưa kịp thắng thì một con quạ bay đậu trước huyện đường kêu inh ỏi. Công trông ra, một quả cam chín thắm từ chân quạ rơi xuống mặt sân. Sai lượm lên xem là quả cam nơi vườn Phan Phiên, nhưng ruột trống rỗng, mà nơi quả mổ vẫn còn vết máu tươi. Công hội ý, ra lệnh tịch biên gia sản Phan Phiên, trích ra một số tiền làm chay cầu siêu cho Tàu Dư. 3 ngày 3 đêm, đêm thứ ba giờ Tí, hồn Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật 3 lạy rồi biến mất. Và trên không một con quạ vừa bay vừa kêu. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Ngày xưa ngày xưa, có một người trải qua nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa có kiếp nào đặng thành Phật. Đến kiếp thứ 10, người này được thác sanh ở nước Cao Ly, làm con gái một nhà họ Mãn, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà việc cửa chăm lo rất đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học, không chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn. Nàng càng ra công tần tảo cho chồng dốc lòng nấu sử sôi kinh. Một đêm, bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi thấy mệt mỏi, bèn ngã lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ, chuyện trò một chút rồi ngủ thiêu thiêu. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên giấc. Nàng có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng nàng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Ồ, sao lại có sợi râu xấu xí thế này? Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác, ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được. Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi râu. Không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa chợt tỉnh. Trông thấy vợ tay cầm dao chỉ vào mặt trong lúc mình chợt ngủ quên, Thiện Sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối, liền vùng dậy nắm cổ tay và la lên: "Chết thật, nàng định cầm dao giết ta lúc đang ngủ ư?" Thị Kính đáp: "Không phải đâu, thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định tâm lén nhổ nó đi, kẻo trông xấu xí lắm." Nhưng trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, chồng nhất định không tin như vậy. "Thôi thôi, đừng khéo chống chế, làm sao có chuyện nhổ râu khi ta đang ngủ? Muốn nhổ thì đợi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt có hay không?" Giữa lúc ấy, người mẹ Thiện Sĩ nằm ở buồng bên cạnh, nghe cãi nhau cũng xô cửa bước ra. Vừa nghe con trai kể lại chuyện, bà đã mồm loa mép giải: "Trời ơi, con này to gan thật, dám đăng tay làm những việc tày trời. May mà con ta trở dậy kịp, không thì còn gì tính mạng." Thị Kính nước mắt giàn giụa, cố gắng phân trần: "Mẹ nghĩ xem, con có thù vơ oán chạ gì mà phải làm như vậy? Chẳng qua con muốn làm cho chồng đẹp mặt." "Rõ ràng mày định tâm giết chồng, bị bắt 2 năm rõ 10 mà còn chối lèo lẻo." Người mẹ Thiện Sĩ chẳng ưa gì nàng dâu nên một mực đổ riết. Thị Kính thấy giải bài mãi không ăn thua nên ngồi xuống cúi đầu nức nở. Câu chuyện từ bé xé ra to, cuối cùng gia đình họ Sùng
không muốn con cháu có nội ác nghiệt nên thị kính bị đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà khăn gói ra đi. Nàng đi đi mãi, cố tìm trú ngụ một nơi cho thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ở đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin cạo đầu quy y. Sư cụ không biết là gái, bèn nhận cho làm tiểu, đặt là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đây nàng yên tâm bạn cùng kinh kệ. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một việc mới lại xảy đến với nàng. Tuy ăn mặc nâu sòng, nhưng vẻ mặt của chú tiểu mới đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái làng thổn thức. Trong làng có thị mầu, con gái của một phú ông. Những ngày lễ chùa, thấy tiểu Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm nhớ thầm. Hai ba phen bị khước từ, thị mầu càng si mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú tiểu. Quen thói trăng hoa, thị mầu bèn tư thông với một người đầy tớ trai trong nhà. Qua nhiều phen đi lại, không ngờ bụng ngày một lớn, bị làng phạt vạ. Cô gái nghĩ rằng nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ riết cho tiểu Kính Tâm. Vì thế tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh tơi tả, nàng cũng không dám nhận liều, cũng như không để lộ mình là gái. Sư cụ chùa Phân thấy chú tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với làng nộp vạ, bảo lãnh cho tiểu được tha về. Nhưng sợ miệng thế gian mai mỉa ô danh chốn thiền môn, nên sư bắt tiểu phải chụm một cái lều cư ngụ ở phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ này, cắn răng không hề van xin hay than thở. Thị mầu sau đó sinh được một trai, đã tróc đổ váy cho tiểu Kính Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ ở cửa tam quan. Kính Tâm lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì một hành động thú tội, mà không nhận thì lầm ngơ sau đành trước một đứa bé vô tội thế kia. Nhưng những tràng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh đã khiến nàng mất hết ngại ngần. Lập tức nàng bế đứa bé vào lều chăm sóc. Và từ đó ngày ngày một công việc mới choáng hết thì giờ và tâm trí của nàng. Nàng phải bế nó đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, mặc cho dân làng kẻ cười người chê đến sát cả mặt, nàng vẫn âm thầm chịu đựng, tuyệt không có một lời oán thán. Cứ thế sau 6 năm, nàng trông nom con người như con đẻ. Trong khi đứa bé ngày một sững sờ khôn lớn, thì sức nàng trái lại ngày một mỏi mòn kiệt quệ. Một hôm biết mình không thể sống được nữa, tiểu Kính Tâm bèn viết một phong thư để lại cho bố mẹ đẻ. Trong đó nàng thuật lại đầu đuôi nỗi nhẫn nhục bấy chày, lại dặn dò đứa bé sau khi mình chết đi thì trao thư lại cho sư cụ trên chùa. Khi khâm liệm, mọi người mới hay tiểu Kính Tâm là đàn bà, và ai nấy đều nhận thấy rằng sự chịu đựng của nàng từ bấy đến nay quả là cùng cực. Để tỏ lòng hối hận, sư cụ chùa Vân bèn cho lập một đàn chay cầu cho nàng được siêu sanh tịnh độ. Dân làng còn bắt thị mầu phải để tang và trả mọi chi phí ma chay. Hôm cử hành đàn chay thì trên trời giữa một đám mây năm sắc, Đức Phật Thiên Tôn hiện ra phán truyền cho Kính Tâm thành Phật Quan Âm. Ngày nay, để chỉ cho những mối oan to lớn, người ta thường bảo oan thị kính là từ chuyện này mà ra. Ai nhẫn được những điều khó nhẫn, làm được những giới hạnh khó làm, người đó chắc chắn được thành đạo quả. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một kiếp người ngẫm cho cùng, cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàn huyên tâm sự chưa được bao lâu, thì nay họ đã ra người thiên cổ.
Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi? Khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não. Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa? Ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa, trái lại người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận, vì trong thức tình của con người có sẵn tình, nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường, nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được, kiềm chế nó được là điều tốt. Dân gian có câu: no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người khùng, mặt mày đỏ như gất chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra. Gieo nhân thì gặt quả, đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Thà mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ, thì họ sẽ cảm phục ta hơn. Bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến, hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giúp họ mau mau phản tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Anh đúng, tôi sai. Có hai nhà ở cạnh nhau. Nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì sống yên tĩnh. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác Ba Thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa một vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống được an ổn vô sự. Còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt, do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau. Vậy đây là đạo lý gì? Ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trợn mắt và mắng lớn. Ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại. Tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý làm cho nó bể tan đi thôi. Hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau. Nhưng ngược lại, người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói: dạ xin lỗi, tại tôi vụng về cho nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng: ờ thì điều này thì không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cãi vã được. Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi lầm, có thể tự cho mình là xấu, thực hành hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác, trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình.
và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh. Thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. Bồ Tát và chúng sinh. Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường. Bà cụ cao mặt quát: "Thằng bé, mày có lên ngay không?" Thằng nhỏ phản đối: "Cháu xí cái dũng này từ hồi đầu mới mưa, bà kiếm cái khác đi, thiếu gì?" Bồ Tát là những vị phát tâm Bồ Đề rộng lớn, trên cầu làm Phật, dưới nguyện độ tất cả mọi chúng sinh đang chìm luân khổ não trong biển sinh tử luân hồi. Riêng chúng ta thì có thể hiểu một cách đơn giản rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, thì ta đã có mầm Bồ Tát trong lòng rồi. Nhưng cuộc đời thì luôn đối lập với nhau. Tâm Bồ Tát thì tạo dựng rất khó, nhưng lại rất dễ bị thối thất nếu như chúng ta không có một niềm tin chánh kiến. Bạn có biết tại sao không? Là khi chúng ta phát tâm tu Bồ Tát hạnh, là đi đến đâu mọi người cũng hoan hỷ đón chào, mà chúng ta cũng sẽ bị những chiến duyên và nghịch cảnh thử thách cản trở con đường tiến tới. Bởi vì ta đang trên đường hành trình lội ngược dòng sinh tử luân hồi, thâu gọn thời gian của vô lượng kiếp thành một, sẽ không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên nhiều khi ta sẽ bị sốc trên chặng đường dốc ngược, bắt buộc ta phải vượt qua để hoàn thành tâm nguyện, như trường hợp của bà cụ già kể trên chẳng hạn. Vì những gì ở đời mà người ta đang ưa thích mà mình cản trở, thì có chừng là mình sẽ bị nghi là mình muốn đạt cái sở thích ấy. Chúng ta phải trang bị cho chính mình một hành trang nhẫn nhục lớn lao để chuẩn bị bước vào cuộc sống với tâm hạnh Bồ Tát, sẵn sàng làm đẹp cho đời. Công đức ăn chay. Chuyện xưa kể rằng Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc suốt 7 ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuốn quýt. Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại với mọi người trong nhà: "Quả là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa. Đêm đó ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Ôi chao, đã ngủ rồi sao?" Hóa ra đó là Pháp Sư Đạo Quang, vị đại sư mà hằng ngày ta kính trọng. Ngài mới nói với ta rằng: "Này cố cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé." Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, ta mới nói là: "Được, đi thì đi." Thế là ta cùng với ngài đến một đạo tràng quy mô rộng rãi. Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết, ở đó có khá đông thính chúng. Pháp đường trước thì giảng kinh Kim Cương, pháp đường sau thì giảng kinh Báo Ân. Vị cao tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc có dạy rằng: "Các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới không sát sinh. Một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố giữ gìn cho kiên định." Và kế đến thì Pháp Sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà
Vừa mới chạm mắt ta đã phải kinh hồn khiếp vía. Đó là một cái hồ đầy máu. Ở chính giữa cái hồ máu đó có một người phụ nữ la khóc thảm thiết. Trên thân của người phụ nữ đó thì vô số những con ốc, con sên đang bò qua bò lại. Vị pháp sư đã giảng một cách rất rõ ràng. Thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay làm phước của ngươi cho nên đã được cứu độ. Còn người trong cái hồ đó chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi. Vì bà ta thích ăn thịt nên ngày nay mới ra nông nổi đó. Nếu ngươi muốn cứu độ bà ấy thoát khỏi khổ báo thì phải cố gắng tụng chú Đại Bi và chú Giảng Sinh. Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta. Nghiệp còn nặng. Đang quét sân chùa, thấy một cô Phật tử đeo một lồng chim đi vào. Tiểu Tâm Minh mừng rỡ chạy ra chào. A Di Đà Phật, chào cô. Để cho con phóng sinh giúp cô. Cô Phật tử liền giải thích là cô không có ý định phóng sinh tại chùa, mà chỉ có ý định là nhờ chùa giữ giùm để ngày mai đem về chùa dưới phố phóng sinh trong dịp ở đó. Tiểu Tâm Minh chắp hai tay tiêu nghỉu than thầm. Mua chim từ chợ sách về chùa, ngày mai lại mang về phố mất một ngày đường nữa. Chắc nghiệp của bầy chim này còn nặng. Những người đến chùa mà không hiểu đạo, dù có thiện tâm nhưng vì không biết việc làm của mình đúng hay sai nên nhiều khi cũng làm khổ cho thiên hạ nhiều lắm. Nếu phóng sinh mà mang ý niệm lợi danh vào đó và mong cầu quả báo ở vị lai thì việc phóng sinh này không còn mang ý nghĩa vị tha mà đã chuyển thành vị kỷ. Với một cái tâm vị kỷ như vậy, nhiều khi làm phước nhiều không những không có phước mà còn có thể rước thêm tội. Phóng sinh có nghĩa là tôn trọng mạng sống của mọi loài, mở lòng từ bi, thương tưởng đến hữu tình phải chịu thống khổ trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúng ta phát thiện tâm phóng sinh, chứ không phải là ta đem sinh mạng của loài hữu tình làm vật buôn bán danh lợi. Người không có vô minh tham dục thì tự nhiên có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi, có tâm từ bi rộng lớn thì đương thấy chúng sinh bị nạn ta liền muốn cứu, chứ không nên khởi tâm ích kỷ và để lợi danh xen vào những thiện niệm đã phát khởi trong tâm. Buôn bán. Một Phật tử rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày niệm 2 tiếng đồng hồ, dù là mưa gió hay nóng bức cỡ nào cũng không bỏ. Cũng trong cùng một đạo tràng lại có một Phật tử giải đãi lười biếng, ưa phóng khoáng, dù có đến chùa nhưng lại không siêng tụng kinh niệm Phật. Một hôm Phật tử giải đãi hỏi vị Phật tử niệm Phật tinh tấn: chẳng hay được lợi ích gì mà đạo hữu lại niệm Phật hoài như vậy? Vị Phật tử kia đáp: lại thêm một đạo hữu buôn bán. Trong cuộc sống, con người thật khó thoát được dòng nhân quả nghiệp báo. Bởi vì trong mỗi hành vi phải hàm chứa nhân và quả, cộng với bản ngã, thời gian, luân hồi sinh tử nghiệp báo. Chúng ta thường tính toán cái gì có lợi thì ta mới làm, mà không biết rằng chút bèo danh bọt lợi đó chỉ trôi dạt trong đợt sống sinh diệt luân phiên của vô thường, xảy ra trong từng giây từng phút. Nếu thật sự muốn cầu được đạo giải thoát lớn thì chẳng cần phải tính toán chút ít lợi danh. Vì trong các pháp, tự nó đã là cái dụng vô cùng, ẩn chứa thể tướng của đạo viên mãn. Sao chúng ta lại còn phải tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại lại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại bất khả tư nghì. Dù lợi hay hại, vẫn tự tại an nhiên trong mỗi bước chân, nụ cười và hơi thở chánh niệm. Quả báo một việc làm ác. Vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, có
có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu. Người nông dân vô cùng tức giận, bảo rằng: "Tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này. Bây giờ mày gặm, mày ăn, mày phá hoại mùa màng của tao. Mày phải trả một cái giá thật đắt cho sự ăn dụng của mày." Ông liền rút dao ra và nói: "Tao không muốn giết chết mày, nhưng vì mày đã ăn thóc lúa của tao, nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi con mày còn dám ăn dụng và phá hoại mùa màng của tao nữa hay không." Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha. Ông đã nắm sừng ghi chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu gian gì được. Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có 3 đứa con, nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng, nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng 12 năm trước, ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà 3 đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông. Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại, điều đó thật đúng. Bởi vì từ xa xưa cho tới nay, không có việc gì vượt ra khỏi được luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặp được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì ta sẽ bị quả bất thiện chi phối. Sống hiền được lành. Bệnh tình của phu nhân có thuyên giảm chút nào không? Phạm Mộ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi, không dễ gì dùng thuốc trị lành được. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà. Bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày, tiều tụy cực độ, trông già đi rất nhiều, nên bà đáp nho nhỏ: "Xin cảm ơn tướng công rất nhiều." Có một danh y ở đất Kinh Khẩu tên là Trần Ngọc Thạch, vốn có tình thông gia với Phạm Mộ. Sau khi chẩn đoán, liền kê vào tai nói nhỏ với Phạm Mộ: "Nếu như dùng 100 con chim sẻ chế thuốc và dùng trong 21 ngày, rồi tiếp tục ăn não của chúng, thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được. Đây là phương pháp bí truyền của tổ sư, không thể nào sai lầm được. Nhưng nhất định phải đủ 100 con, thiếu một con cũng không được." Trần Thạch dặn đi dặn lại đến 3 lần như vậy. Phạm Mộ y theo lời thầy thuốc bảo, đi mua một lồng chim sẻ đúng 100 con. Chim sẻ bị nhốt trong lồng, kêu rối rít, rất bi thương. Bà vợ Phạm Mộ biết tất cả mọi việc, bèn mời ông vào bên giường, ôn tồn nói: "Chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật, thì thà tôi chết, chứ không bao giờ cho làm việc đó. Nếu tướng công thật lòng yêu thương tôi, thì hãy nghe lời tôi, mở lòng thả hết chúng ra, thì tôi mới yên lòng được." Phạm Mẫu xưa nay vốn thuận chiều ý vợ, không còn cách nào khác, bèn thả chúng bay đi. Thế rồi sau đó ít hôm, bà ấy không uống thuốc gì cả, mà bệnh tự nhiên thuyên giảm. Bây giờ có nhiều khách khứa đến đầy nhà, ai nấy đều bảo là trời ban phước lành. Về sau, không những bà hồi phục sức khỏe bình thường mà còn mang thai, rồi sinh một bé trai. Trong kỹ, toàn thân bé này da dẻ hồng hào, sáng sỏi, trông rất khả ái. Nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen, giống như hình những con chim sẻ.
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu. Chính tình thương yêu đó sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời. Nét đẹp đó được thể hiện qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc, chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng. Chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà lại giết hại những sinh vật nhỏ hơn và ăn thịt uống huyết của chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta. Với tuệ nhãn, Đức Phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo, nên Ngài đã chế ra giới cấm sát sinh và khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh. Nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành. Đi trắng về đen. Có một chàng thanh niên nọ đến nhà bạn chơi. Lúc về gặp lúc trời mưa ướt hết quần áo. Chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về. Thấy chủ về, con chó đã không mừng mà chạy ra sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận, cầm gậy định đánh chó. Thời cha anh ta căng: "Khoan khoan, không phải lỗi của nó đâu con à. Nếu như con chó nhà ta đi đâu về mà màu lông trắng của nó quá ra đen thì con có đánh đuổi nó đi không?" Trong cuộc sống, nhiều khi ta không chịu hồi quang phản chiếu lại chính mình mà chỉ thích soi mói người khác, dịch ra những cái hay cái dở của người khác rồi thị phi đàm tiếu, mà không chịu thực tập sống trong chánh niệm để luôn tỉnh giác trong mọi hành động. Nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi, sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta luôn được thảnh thơi và sáng suốt. Nếu chúng ta dùng tâm này để nhìn thấy mọi vật trong một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ, khi trí tuệ này chiếu rọi thì ta không bị những thay đổi tốt xấu hay dở chi phối, làm phiền não khổ đau. Trong cuộc sống, thử hỏi mấy người suy nghĩ và hành động được như vậy. Vì lẽ đó mà cổ nhân đã để lại một câu châm ngôn bất hủ để răn dạy người đời: trách người một, trách mình mười, bởi ta tệ trước nên người tệ sau. Cách ăn để giảm cân. Trưởng lớp khóa học về kiểm soát thân thể giải thích cho lớp học nghe: ăn kiêng thật sự theo kiểu thiền không phải là kiêng thức ăn, mà chủ yếu là tâm. Có một anh bạn thiền bày cho tôi kỹ thuật kỳ đặc này. Nó kết hợp hai nguyên lý nhà Phật: sống với hiện tại và tôn trọng quà tặng của thiên nhiên, ví dụ như thức ăn. Và kỹ thuật đó như vậy: thứ nhất, sống với hiện tại là phải tắt truyền hình đi và hạn chế mọi sự phân tâm và chú tâm vào việc ăn. Tâm vừa nghĩ lan man liền phải quay về bàn ăn với giây phút hiện tại. Ăn trong chánh niệm, nhai chậm rãi và phải nhận ra từng mùi vị riêng biệt của thức ăn. Thứ hai, phải quý trọng thức ăn mình sắp ăn, dù số lượng ít ỏi tới đâu, dù mùi vị dở kém thế nào, nhưng hãy nấu nướng nó một cách cẩn trọng, dọn lên đĩa sao cho thật hấp dẫn. Và khung cảnh xung quanh phải nên dễ chịu, trụ tâm vào những ưu điểm của bữa ăn và khoảng thời gian đang ăn. Trong nhà Phật có quan niệm coi thức ăn là một vị thuốc hay để trị căn bệnh khô gầy của thân thể. Nếu chúng ta ăn đúng phương pháp thì thức ăn đó là những vị thuốc hữu ích cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Còn ta ăn uống một cách bừa bãi thì không những không có lợi mà còn có hại rất nhiều cho cơ thể, tức là dung nạp vào trong cơ thể quá nhiều chất hữu cơ, làm cho cơ thể phát triển một cách không đúng mức. Thêm vào đó là tích trữ dư thừa những độc tố không có lợi, gây nên bệnh hoạn, ốm đau. Với những người đã ứng dụng nghiêm túc cách ăn kiêng theo nhà thiền như trong truyện, người ta kể rằng đầu tiên thì thấy giảm cân nhiều, và khi theo một thời gian lâu
lại cho biết họ thật sự thấy ăn ngon hơn. Bài học của ông. Truyền kể về một cô bé tính tình hay giận dỗi, thường tỏ ra không hài lòng với mọi người, dù sự việc không đáng. Tính của cô bé lại ưa nghe người khác nói lại và lập tức cho lời nói ấy là sự thật mà không hề suy xét. Cứ thế, giận dữ chồng lên giận dữ, hiểu lầm nối tiếp với những hiểu lầm. Vì vậy, cô bé thường bị bạn bè gạt ra ngoài trong các cuộc chơi. Cô bé trở nên đơn độc. Một lần, cô bé tìm gặp người ông để than phiền về cách đối xử của bạn bè mà nói cho là bất công. Ông già im lặng nghe đứa cháu bày tỏ nỗi lòng, và sau cùng ông già nói: "Cháu hãy nghe ông nói đây. Đời ông đã nhiều lần phải chịu đựng những cảnh tương tự như vậy rồi, và không ít lần ông cũng đã tự thề với lòng mình là ông sẽ trả thù rửa hận. Nhưng dần dần ông đã nhận ra là hận thù chỉ làm cho mình mỏi mòn, chứ không đụng được tới kẻ mà mình oán giận. Ôm mãi lòng hận thù cũng tương tự như là mình đang uống thuốc độc mà lại mong cho kẻ thù của mình chết." "Vậy là sao hả ông?" cô bé hỏi. Ông già đáp: "Dường như trong người ông có hai con người vậy con ạ. Một người tốt bụng, không muốn làm thương tổn tới người khác, và có một người xấu ác, luôn luôn giận dữ với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt, khiến không còn nhìn thấy gì nữa, và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn. Ông đã sống với hai con người như vậy, và quả thật là rất khó khăn, vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông." "Vậy rồi ai thắng hả ông?" cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi. "Ở đời cây nào bón phân nấy con à. Con người cũng vậy. Nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt." "Nghe ông nói như vậy cháu đã hiểu rồi." Người đời ít khi được bình an tâm trí, gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phảng phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời vướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày, phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vặt với chính hai con người luôn tồn tại trong họ, một con người của cái thiện và một con người của bất thiện. Nếu cái thiện thắng cái bất thiện thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại. Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa, và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây. Chuyện đạo đời. Có một người bị mù từ thuở mới chào đời, mãi sống trong tối tăm nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: "Tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy gì hết." Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để về chữa mù cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: "Bây giờ tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi." Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này
còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: Làm gì có những điều đó? Tôi không tin. Vì những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta. Đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Câu chuyện này làm ta liên tưởng đến những người khi chưa có duyên đến với đạo Phật, chưa biết gì về đạo Pháp, cũng như người mù không biết gì, tự do phóng túng, buông lung trong dục lạc, và cho rằng chết là hết, là tận cùng, không có kiếp sau, cố chấp điên đạo. Đến khi học được chút ít Phật Pháp, mở mang chút ít trí tuệ, biết được một phần nhân quả nghiệp báo, thì vội cho rằng mình biết tất cả, cho mình là người học rộng hiểu nhiều, dương dương tự đắc, coi thường người khác. Chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này. Phật của ngoại. Bé đi chùa về chào ngoại. Ngoại hỏi: Con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với. Ngoại ơi, thầy dạy con niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, ngoại nhớ niệm nghe. Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp: Xưa rồi, ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi lại niệm Đức Di Đà. Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá? Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi, hỷ xả. Và niệm Phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình, để được khai thông ra với mọi người. Chính những đức tính của Phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nếu ta có tín tâm tin sâu trì danh hiệu Phật, thì ta sẽ phát huy được chánh niệm, từ bi, thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên vui, thì ta nên quy hướng vào tha lực Đức Quán Thế Âm, bởi hành an vui là hành của Ngài. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt, vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trược, để quy hướng vào tha lực Đức Phật A-di-đà, cầu giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thả mồi bắt bóng. Có một con chó, miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm ván bắc ngang suối. Thoạt trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước, nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao xuống suối để cướp miếng thịt kia. Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả. Chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có, còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nó không hiện hữu, nhưng ta chấp vào nó để ta phải mất công tìm kiếm và rồi phải thất vọng, vì nó chính là cái bóng phản diện lại cái đang có của chính mình. Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng. Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu tâm của chúng ta, giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắc, những khổ đau và lầm lẫn, để tâm ta trở về với thực tại. Vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách màu nhiệm nhất. Mục đích. Một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn: Con muốn học võ à? Dạ, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch. Con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì con còn hiếu thắng. Thưa thầy, vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi. Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì con còn vị kỷ. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì con học võ để làm gì? Học võ để làm gì à? Chung quy vẫn còn vướng vào một mục đích. Võ sinh ngạc nhiên: Vậy thưa thầy, làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích ạ? Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường,
múa một bài quyền và nói: Con cứ vậy mà làm không được sao? Trong cuộc sống này, hình như con người không thể tồn tại mà không có mục đích. Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai, ở phía trước. Tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia và sẽ là... Vì vậy mà người ta phải thổn thức, phải đợi chờ và phải hy vọng. Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại mầu nhiệm sẵn có, thì tất cả mọi tư tưởng, chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ, và khi ấy, bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất. Nhận lỗi. Có một vị thầy thâu đồ đệ rất nhiều, nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi, bồng bột, không hiểu được dụng tâm của thầy, thường làm việc theo ý kiến chủ quan. Đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý, chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực, thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ, không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa. Có một đồ đệ sau khi bỏ đi, đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương, thường ở núi này thấy núi kia cao, đến núi kia không củi đốt, không một con đường đến, bèn thầm thể ngộ. Dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình. Rồi hồi tâm chuyển ý, về lại thường trụ của mình. Sư phụ thấy đệ tử trở về, bèn trách: Lúc đầu ông không giả từ mà đi, mặc ý rời chùa, sao lại trở về? Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ, thưa: Xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử, cho đệ tử có cơ hội để hối cải. Sư phụ từ bi, thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ, cũng không kể hiềm cũ, để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ. Xã hội bây giờ hiện đại và huyên náo, nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp, thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy, hoang mang. Bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao. Vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi, không hề đếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Kỳ thực, đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác, nhất là những người trẻ tuổi hiện đại. Thường sau khi phạm lỗi, chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn, và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người đồ đệ này có thể sửa điều cũ, trở lại nhận lỗi và sám hối. Vì người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi? Biết lỗi mà sửa được, đó là điều rất tốt. Chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương. Cú mèo. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy hỏi lý do. Cú trả lời rằng: Vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: Chỗ thâm tình, tôi xin phép nói thật, chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi. Nếu bác đổi lại tiếng kêu á, thì dù ở miền Đông hay miền Tây, bác đều được bình an cả. Mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm, cho và nhận.
trong giáo lý Đại Thừa. Hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể. Có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy. Ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người. Được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách nói: Thu nhập càng ngày càng khấm khá ha. Nhưng mà cha ơi, con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha. Cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá. Cái thằng nhỏ u mê kia chẳng phải tiền vô đùm nượp lại gì, còn mong gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì, đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không? Toàn ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, một ngày kia người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Cha ơi! Cha, cha! Cha ơi! Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Cha! Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ. Trên thân hàng vạn con lươn đeo bám xung quanh. Trên bờ sông, vô số người kéo nhau đến xem, không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu, đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên. Nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng. Tiếng đó là tự nhiên mà có. Định luật nhân quả cũng vậy. Nếu gieo nhân lành, chúng ta sẽ gặt quả báo lành. Nếu làm ác, phải thọ quả báo ác. Không làm thì không có. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ. Người làm thiện chưa hưởng thiện báo, bởi vì thời gian chưa đến, song nhất định sẽ có quả báo. Vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ. Chư Phật và Bồ Tát luôn luôn đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu chúng ta làm việc ác thì dù có bay lên trời, trốn trong núi cao, lặn xuống biển sâu, đều không thể trốn được. Đến một lúc nào đó, tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo. Một khi đã thọ quả báo thì chúng ta không thể trách trời hay oán người được, mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi. Ba con lừa. Hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà, chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, hai người ngồi trên lưng con lừa, sao nó chịu lỗi mấy vậy? Vậy chứ sao? Tội nghiệp quá. Ông bố nghe có lý, bước xuống để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách: Trời ơi, thời đại còn điên đảo, con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới lượt vài bước, một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra: Chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy á. Cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng, còn con thì phải đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ. Tưởng yên thân nhưng lại bồ bồ có tiếng nói: Trời ơi, khổ chưa, mua lừa làm gì, hai cha con cùng đi bộ, ngu quá ư là ngu. Trong đời sống thường ngày,
chúng ta luôn bị ngoại cảnh tác động chi phối, làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình. Trước những lời khen chê, thị phi tốt xấu, Phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật, là những bóng giả mà thôi. Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó, chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức. Nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi, len lỏi, dây dưa khắng khích theo mình. Người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được. Phật dạy, người tu phải là người có kiếm trí tuệ, chặt đứt được những ràng buộc, những vướng mắc, những ngoại duyên thì mới có thể vững tiến, vững tu, vững bền niềm tin trên con đường đạo. Người hướng đạo. Một hôm trên đường đi, một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong khuôn viên nhà chùa. Nếu ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng, sơn và vẽ một tấm biển báo. Xem xong, vị sư đem cắm ở quãng đường đó. Nhìn lại công trình của mình, vị sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm và nghĩ bụng. Thật là an toàn, có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả. Nhưng ngờ đâu, trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo, vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên. Trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này. Cái đau của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ, tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những xao động thị phi. Nhưng không sao, điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong, ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó, hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân. Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó, vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất. Nhưng trên bước đường tu, nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý, chúng ta lại không dám đương đầu, dễ nản lòng và nhục chí. Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ, dù có té ngã nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn, 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 phúc không phiền muộn. Quả cam oan nghiệt. Dưới triều chúa Định Vương, tại thành Quy Nhơn có người tàu Quảng Đông, tục gọi là tàu Dư, cứ mỗi năm đến tháng chạp chở hàng hóa lên thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn bán cho người địa phương. Hiểu rõ tâm lý người dân Việt Nam và hoàn cảnh chúng thôn quê lúc gần Tết, tàu Dư bán hàng triệu, kẻ đáng nhiều thì nhiều, kẻ đáng ít thì ít. Rồi đến mùa gặt lúa, tháng 3 sang năm mới trở lại thu tiền. Nhờ vậy, hàng chú không bao giờ ế, và người địa phương đối với chú rất có cảm tình. Ở Vĩnh Thạnh, có người bán bánh bèo tên là Phan Phiên. Nhà cửa tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, lại có vườn rộng và quán bánh ở bên đàn. Vì tiện lợi cho sự buôn bán nên mỗi khi đến Vĩnh Thạnh thì tàu Dư đến đậu ở nhà Phan Phiên, hai bên rất tương đắc. Năm năm lui tới yên vui, tàu Dư bỗng mất tích. Lúc bấy giờ, nhằm lúc nhà Tây Sơn khởi binh đánh lấy thành Quy Nhơn, người thì đoán rằng tàu Dư sợ giặc giả đi lánh nơi khác, người thì cho rằng chú đã gặp rủi ro trong chốn ba quân. Kẻ bàn tán xôn xao ít lâu, rồi công ăn việc làm xóa mờ dần dĩ vãng. Rồi noi dấu tàu Dư, Phan Phiên đi Quy Nhơn mua hàng về bán Tết, và mỗi năm đi buôn chỉ một lần. Chưa đầy 5 năm, trong nhà đã dư ăn dư để. Chàng dẹp lò bánh bèo, mua trên vài chục mẫu ruộng tốt cho làm rẻ, dỡ bỏ mấy căn nhà cặp nhỏ hẹp, cất lại một tòa mái nhà ba gian có hồ sen, có non bộ, nghiễm nhiên thành một người giàu sang nhất vùng.
ai nấy đều cho rằng nhờ thần tài phù hộ. Để tạ ơn trên trước, Phan Phiên rước hát bội đến hát. Chàng định hát một đêm một ngày. Rạp hát cất cổ lầu, đồ trần thiết mướn toàn đồ tàu, vàng thêu rực rỡ, người đến xem đông như kiến. Chủ nhân lựa tuồng Tiểu Giang Sang để Tôn Vương xong là bế mạc. Mặt trời vừa gác núi, tiếng trống chầu chiên đã nổi dậy vang lừng. Và nhà trong cúng tế vừa xong thì ngoài rạp bắt đầu khai diễn. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu. Tiếng chầu đôi giống, trống chiên thúc. Anh kép đóng vai Khương Ninh Tá bước ra giáo đầu, đều bộ thật khéo. Tiếng chầu thưởng giòn, nhưng vừa toan cất tiếng xưng danh thì anh kép liền ngậm miệng, mặt dán giác chân bước lui. Vừa vào buồng bị thôi thúc, anh kép trở ra lại, nhưng cũng vừa toan cất tiếng thì liền ngậm miệng lại và hốt hoảng chạy vào buồng. Anh kép khác ra thay, rồi anh kép khác ra thay nữa, nhưng anh nào cũng vừa muốn cất tiếng thì liền ngậm miệng hốt hoảng chạy vào trong buồng. Ông bầu hỏi duyên do, anh nào cũng làm thinh lấy tay khoác, có vẻ sợ hãi. Cả rạp đều ngạc nhiên hết sức. Ông bầu đề nghị cùng chủ nhân cho thay vở tuồng khác rồi tự mình ra giáo đầu. Ông bầu đóng vai Quan Công Phò Nhị Tẩu vừa bước ra sân khấu thì liền được khán giả hoan nghênh, nhưng cũng vừa toàn cất tiếng xưng danh thì liền ngậm miệng lại, bước lùi mấy bước rồi cũng hốt hoảng chạy vào buồng. Ngoài rạp nhao nhao, hai vị phụ lão cầm chầu quăng dùi đứng dậy bỏ về. Chủ nhân vừa lo ngại vừa tức giận vào cự bầu hát. Bầu hát không nói không rằng, chỉ hối thúc con em là dọn gánh lui ra. Thế là đám hát bị tan rã. Cho là điềm xấu, Phan Phiên đâm đơn kiện người bầu hát đã làm mất thể diện mình. Để Ly Tuy Viễn lúc bấy giờ là quan huyện họ Tàu, có tiếng là công bình chính trực. Đêm trước hôm Phan Phiên đầu đơn kiện, Tàu Công đang ngồi đọc sách dưới đèn thì một người Tàu vào đặt ngay thư án một quả sơn đỏ rồi vái hai vái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thắm. Công toan cầm cam lên ngửi thì một con quạ đen bay đến lấy chân quắp tha đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã. Giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chiêm bao. Vì vậy sáng hôm nay nhận được đơn của Phan Phiên, Công đoán chắc là có sự liên quan giữa giấc chiêm bao và vụ kiện. Công sức trát đòi đoàn hát bội đến và tự mình lấy khẩu cung. Ông bầu gánh cùng mấy người kép đều khai giống nhau rằng, khi ra tuồng chúng vừa toan cất tiếng thì một người Tàu cầm quả cam chín thấm nhét vào miệng không cho nói, sợ quá chúng phải bỏ cuộc rút lui. Tàu Công ngẫm nghĩ, thật là kỳ, cũng chú Tàu cũng quả cam chín thấm, nhất định có điều bí ẩn chi đây. Công cho đoàn hát bội về nhà, rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thạnh đến nhà Phan Phiên. Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cau chuối xanh tươi, chim se sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít, không thấy chi lạ. Công toan trở vào nhà xem xét thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu não nuột. Lòng sanh nghi hoặc, công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành xum xuê chỉ vỏn vẹn có một quả chín thắm. Thấy quả cam trên cành giống như quả cam trong mộng, công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó một vòi huyết từ quả cam quạ mổ vụt phun ra. Viên thuộc hạ hết hồn, Phan Phiên sợ run cầm cập. Tào Công lấy làm kinh dị tự nhủ, nhất định có kẻ bị chết oan. Bèn sai đào gốc cam lên, cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Phiên hãi hùng thét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy trốn. Tào Công một mặt cho tẩn liệm bộ xương và chôn cất tử tế, một mặt cho bắt giải Phan Phiên đến huyện đường.
đến huyện đường, không cần tra tấn, phân phiền quỳ cung. Bộ xương ấy là của Tàu Dư. Tàu Dư đến buôn bán tại Vĩnh Thạnh rất phát đạt, thấy y chân chất và không có vợ con, tôi bèn làm mối cô em vợ tôi cho y. Y bằng lòng, bàn cùng tôi tậu ruộng nương, cất nhà cửa tử tế, rồi lo việc gia thất. Tôi tán thành, y về Quy Nhơn lo thu xếp công việc. Một đêm, tôi vừa thiêu thiêu ngủ, thì nghe tiếng Tàu Dư gọi cửa. Lúc bấy giờ, vợ con tôi đã ngủ say. Tôi dậy mở cửa, y gánh vào một cặp bầu cũ kỹ, ngó quanh quất, rồi thẳng vào buồng nhà trong. Y chỉ cặp bầu nói cùng tôi: tài sản của tôi có chừng nấy. Đoạn mở bầu, lấy ra hai chỉnh sành, một chỉnh đựng toàn vàng nén, một chỉnh đựng toàn bạc nén. Chưa bao giờ thấy của giàu như thế, mắt tôi hoa lên. Tàu Dư nói: không nên để trong nhà, hãy đem chôn ngay ra sau vườn. Tôi lấy cuốc thuẫn, rồi cùng Tàu Dư khuân hai chỉnh vàng bạc ra sau vườn. Tôi cuốc đất, Tàu Dư xúc đổ. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ đến hai chỉnh vàng bạc. Cảnh giàu sang hiện ra trước mắt tôi, lòng tham của tôi tưng bừng nổi dậy. Thấy Tàu Dư đương chú ý vào việc xúc đất, thuận tay tôi trở đai cuốc sáng mạnh xuống đầu. Y vỡ sọ chết tức khắc. Sẵn hầm đào đã sâu, tôi liền lấp xác chết, rồi bứng cây cam bên cạnh trồng lên trên. Từ trong nhà đến người ngoài không một ai hay biết. Rồi để che mắt thế gian, tôi bèn bỏ nghề bánh bèo, bắt chước Tàu Dư đi mua hàng về bán Tết. Tôi trở nên giàu có. 5 năm trôi qua, không còn ai nhắc nhở đến Tàu Dư, cũng không hề thấy ai đàm luận đến sự giàu sang của tôi. Tôi liền rước hát bội về hát để tạ ơn kẻ khuất mặt đã phù hộ. Nào ngờ Tàu Công quăng bút thở dài, đoạn truyền đem giam Phan Thiên vào ngục thất. Chợt nhớ đến quả cam, Công sai người thắng ngựa đi lấy. Ngựa chưa kịp thắng thì một con quạ bay đậu trước huyện đường kêu inh ỏi. Công trông ra, một quả cam chín thắm từ chân quạ rơi xuống mặt sân. Sai lượm lên xem là quả cam nơi vườn Phan Phiên, nhưng ruột trống rỗng, mà nơi quả mổ vẫn còn vết máu tươi. Công hội ý, ra lệnh tịch biên gia sản Phan Phiên, trích ra một số tiền làm chay cầu siêu cho Tàu Dư. 3 ngày 3 đêm, đêm thứ 3 giờ Tí, hồn Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật 3 lạy rồi biến mất. Và trên không một con quạ vừa bay vừa kêu. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Ngày xưa ngày xưa, có một người trải qua nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa có kiếp nào đặng thành Phật. Đến kiếp thứ 10, người này được thác sanh ở nước Cao Ly, làm con gái một nhà họ Mãn, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà việc cửa chăm lo rất đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học, không chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn. Nàng càng ra công tần tảo cho chồng dốc lòng nấu sữa sôi kinh. Một đêm bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi thấy mệt mỏi, bèn ngã lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ, chuyện trò một chút rồi ngủ thiêu thiêu. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên giấc. Nàng có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng nàng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Ồ, sao lại có sợi râu xấu xí thế này? Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác, ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được. Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi râu. Không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa chợt tỉnh. Trông thấy vợ
tay cầm dao chỉ vào mặt trong lúc mình chợt ngủ quên. Thiện sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối, liền vùng dậy nắm cổ tay và la lên: "Chết thật, nàng định cầm dao giết ta lúc đang ngủ ư?" Thị Kính đáp: "Không phải đâu, thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định tâm lén nhổ nó đi, kẻo trông xấu xí lắm." Nhưng trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, chồng nhất định không tin như vậy. "Thôi thôi, đừng khéo chống chế, làm sao có chuyện nhổ râu khi ta đang ngủ? Muốn nhổ thì đợi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt có hay không?" Vừa lúc ấy, người mẹ thiện sĩ nằm ở buồng bên cạnh, nghe cãi nhau cũng xô cửa bước ra. Vừa nghe con trai kể lại chuyện, bà đã mồm loa mép giải: "Trời ơi, con này to gan thật, dám đăng tay làm những việc tay trời. May mà con ta trở dậy kịp, không thì còn gì tính mạng." Thị Kính nước mắt giàn giụa, cố gắng phân trần: "Mẹ nghĩ xem, con có thù vơ oán chạ gì mà phải làm như vậy? Chẳng qua con muốn làm cho chồng đẹp mặt." "Rõ ràng mày định tâm giết chồng, bị bắt 2 năm rõ 10 mà còn chối lèo lẻo." Người mẹ thiện sĩ chẳng ưa gì nàng dâu nên một mực đổ riết. Thị Kính thấy giải bài mãi không ăn thua nên ngồi xuống cúi đầu nức nở. Câu chuyện từ bé xé ra to, cuối cùng gia đình họ Sùng không muốn con cháu có nỗi ác nghiệt nên Thị Kính bị đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà khăn gói ra đi. Nàng đi đi mãi, cố tìm trú ngụ một nơi cho thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ở đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin cạo đầu quy y. Sư cụ không biết là gái, bèn nhận cho làm tiểu, đặt là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đây nàng yên tâm bạn cùng kinh kệ. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một việc mới lại xảy đến với nàng. Tuy ăn mặc nâu sòng, nhưng vẻ mặt của chú tiểu mới đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái làng thổn thức. Trong làng có thị mầu, con gái của một phú ông. Những ngày lễ chùa, thấy tiểu Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm nhớ thầm. 2-3 phen bị khước từ, thị mầu càng si mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú tiểu. Quen thói trăng hoa, thị mầu bèn tư thông với một người đầy tớ trai trong nhà. Qua nhiều phen đi lại, không ngờ bụng ngày một lớn, bị làng phạt vạ. Cô gái nghĩ rằng nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ riết cho tiểu Kính Tâm. Vì thế tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh tơi tả, nàng cũng không dám nhận liều, cũng như không để lộ mình là gái. Sư cụ chùa Phân thấy chú tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với làng nộp vạ, bảo lãnh cho tiểu được tha về. Nhưng sợ miệng thế gian mai mỉa ô danh chốn thiền môn, nên sư bắt tiểu phải chụm một cái lều cư ngụ ở phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ này, cắn răng không hề van xin hay than thở. Thị mầu sau đó sinh được một trai, đã trót đổ váy cho tiểu Kính Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ ở cửa tam quan. Kính Tâm lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì một hành động thú tội, mà không nhận thì lầm ngơ sao đành trước một đứa bé vô tội thế kia. Nhưng những tràng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh đã khiến nàng mất hết ngại ngần. Lập tức nàng bế đứa bé vào lều chăm sóc. Và từ đó ngày ngày một công việc mới choáng hết thì giờ và tâm trí của nàng. Nàng phải bế nó đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, mặc cho dân làng kẻ cười người chê đến sát cả mặt, nàng vẫn âm thầm chịu đựng, tuyệt không có một lời oán thán. Cứ thế sau 6 năm, nàng trông nom con người như con đẻ. Trong khi đứa bé ngày một sững sờ khôn lớn, thì sức nàng trái lại ngày một mỏi mòn kiệt quệ. Một hôm biết mình không thể sống được nữa, tiểu Kính Tâm bèn viết một phong thư để lại cho bố mẹ đẻ. Trong đó nàng thuật lại đầu đuôi nỗi nhẫn nhục bấy chày,
lại dặn dò đứa bé sau khi mình chết đi thì trao thư lại cho sư cụ trên chùa. Khi khâm liệm, mọi người mới hay Tiểu Kính Tâm là đàn bà, và ai nấy đều nhận thấy rằng sự chịu đựng của nàng từ bấy đến nay quả là cùng cực. Để tỏ lòng hối hận, sư cụ chùa Vân bèn cho lập một đàn chay cầu cho nàng được siêu sanh tịnh độ. Dân làng còn bắt thị mầu phải để tang và trả mọi chi phí ma chay. Hôm cử hành đàn chay thì trên trời, giữa một đám mây năm sắc, Đức Phật Thiên Tôn hiện ra phán truyền cho Kính Tâm thành Phật Quan Âm. Ngày nay, để chỉ cho những mối oan to lớn, người ta thường bảo oan thị kính là từ chuyện này mà ra. Ai nhẫn được những điều khó nhẫn, làm được những giới hạnh khó làm, người đó chắc chắn được thành đạo quả. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàn huyên tâm sự chưa được bao lâu, kỳ nay họ đã ra người thiên cổ. Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi? Khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não. Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa? Ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa, trái lại, người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận, vì trong thức tình của con người có sẵn tình, nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường, nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được, kiềm chế nó được là điều tốt. Dân gian có câu: no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người khùng, mặt mày đỏ như gấc chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy: ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra, gieo nhân thì gặt quả, đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Thà mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ, thì họ sẽ cảm phục ta hơn. Bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến, hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giúp họ mau mau phản tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Anh đúng, tôi sai. Có hai nhà ở cạnh nhau. Nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì sống yên tĩnh. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác Ba Thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa một vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống được an ổn vô sự. Còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt,
do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau. Vậy đây là đạo lý gì? Ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trợn mắt và mắng lớn. Ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại. Tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý anh làm cho nó bể tan đi thôi. Hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau. Nhưng ngược lại, người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói: dạ xin lỗi, tại tôi vụng về cho nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng: ờ thì điều này thì không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cãi vã được. Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi lầm, có thể tự cho mình là xấu, thực hành hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác, trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình. Và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh. Thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui. 4. Bồ Tát và chúng sinh. Trời vừa dứt mưa, một bà cụ khoác áo tơi đi ra phố, gặp một chú bé đang nghịch nước bẩn bên vệ đường. Bà cụ cau mặt quát: thằng bé, mày có lên ngay không? Thằng nhỏ phản đối: cháu xí cái dũng này từ hồi đầu mới mưa, bà kiếm cái khác đi, thiếu gì. Bồ Tát là những vị phát tâm bồ đề rộng lớn, trên cầu làm Phật, dưới nguyện độ tất cả mọi chúng sinh đang chìm luân khổ não trong biển sinh tử luân hồi. Riêng chúng ta thì có thể hiểu một cách đơn giản rằng tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ, thì ta đã có mầm Bồ Tát trong lòng rồi. Nhưng cuộc đời thì luôn đối lập với nhau. Tâm Bồ Tát thì tạo dựng rất khó, nhưng lại rất dễ bị thối thất nếu như chúng ta không có một niềm tin chánh kiến. Bạn có biết tại sao không? Là khi chúng ta phát tâm tu Bồ Tát hạnh, là đi đến đâu mọi người cũng hoan hỷ đón chào, mà chúng ta cũng sẽ bị những chướng duyên và nghịch cảnh thử thách cản trở con đường tiến tới. Bởi vì ta đang trên đường hành trình lội ngược dòng sinh tử luân hồi, thâu gọn thời gian của vô lượng kiếp thành một, sẽ không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nên nhiều khi ta sẽ bị sốc trên chặng đường dốc ngược, bắt buộc ta phải vượt qua để hoàn thành tâm nguyện, như trường hợp của bà cụ già kể trên chẳng hạn. Vì những gì ở đời mà người ta đang ưa thích mà mình cản trở, thì có chừng là mình sẽ bị nghi là mình muốn đạt cái sở thích ấy. Chúng ta phải trang bị cho chính mình một hành trang nhẫn nhục lớn lao để chuẩn bị bước vào cuộc sống với tâm hành Bồ Tát, sẵn sàng làm đẹp cho đời. Công đức ăn chay. Chuyện xưa kể rằng Cố Thuận Chi là một nhân vật hiền đức chuyên ăn chay, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn mặn. Một hôm ông nằm ngủ rồi ngủ luôn một giấc suốt 7 ngày đêm, khiến cho người nhà phải một phen âu lo cuốn quýt. Sau khi tỉnh giấc,
Ông kể lại với mọi người trong nhà. Quả là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa. Đêm đó ta đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Ôi chao, đã ngủ rồi sao? Hóa ra đó là Pháp Sư Đạo Quang, vị đại sư mà hằng ngày ta kính trọng. Ngài mới nói với ta rằng: này cố cư sĩ, chúng ta hãy đi nghe kinh nhé. Tự nhiên ta cảm thấy vô cùng thích thú, ta mới nói là được, đi thì đi. Thế là ta cùng với ngài đến một đạo tràng quy mô rộng rãi. Đạo tràng này trang nghiêm nhã khiết, ở đó có khá đông thính chúng. Pháp đường trước thì giảng kinh Kim Cương, pháp đường sau thì giảng kinh Báo Ân. Vị cao tăng giảng kinh Báo Ân đến lúc kết thúc có dạy rằng: các cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều cần nhất phải giữ giới không sát sinh. Một là để siêu độ cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ tội nghiệp của chính mình. Còn những Phật tử có đạo tâm từng ăn chay thì phải cố giữ gìn cho kiên định. Và kế đến thì Pháp Sư Đạo Quang dẫn ta đi đến một nơi mà vừa mới chạm mắt ta đã phải kinh hồn khiếp vía. Đó là một cái hồ đầy máu. Ở chính giữa cái hồ máu đó có một người phụ nữ la khóc thảm thiết. Trên thân của người phụ nữ đó thì vô số những con ốc, con sên đang bò qua bò lại. Vị Pháp Sư đã giảng một cách rất rõ ràng: thân mẫu hiện tại của ngươi nhờ công đức ăn chay làm phước của ngươi cho nên đã được cứu độ. Còn người trong cái hồ đó chính là thân mẫu trong đời quá khứ của ngươi. Vì bà ta thích ăn thịt nên ngày nay mới ra nông nỗi đó. Nếu ngươi muốn cứu độ bà ấy thoát khỏi khổ báo thì phải cố gắng tụng chú Đại Bi và chú Giảng Sinh. Đó chính là giấc mộng vừa rồi của ta. Nghiệp còn nặng. Đang quét sân chùa, thấy một cô Phật tử đeo một lồng chim đi vào. Tiểu Tâm Minh mừng rỡ chạy ra chào: A Di Đà Phật, chào cô, để cho con phóng sinh giúp cô. Cô Phật tử liền giải thích là cô không có ý định phóng sinh tại chùa, mà chỉ có ý định là nhờ chùa giữ giùm để ngày mai đem về chùa dưới phố phóng sinh trong dịp ở đó. Tiểu Tâm Minh chắp hai tay tiêu nghỉu than thầm: mua chim từ chợ sách về chùa, ngày mai lại mang về phố mất một ngày đường nữa, chắc nghiệp của bầy chim này còn nặng. Những người đến chùa mà không hiểu đạo, dù có thiện tâm nhưng vì không biết việc làm của mình đúng hay sai nên nhiều khi cũng làm khổ cho thiên hạ nhiều lắm. Nếu phóng sinh mà mang ý niệm lợi danh vào đó và mong cầu quả báo ở vị lai thì việc phóng sinh này không còn mang ý nghĩa vị tha mà đã chuyển thành vị kỷ. Với một cái tâm vị kỷ như vậy, nhiều khi làm phước nhiều không những không có phước mà còn có thể rước thêm tội. Phóng sinh có nghĩa là tôn trọng mạng sống của mọi loài, mở lòng từ bi thương tưởng đến hữu tình phải chịu thống khổ trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Chúng ta phát thiện tâm phóng sinh chứ không phải là ta đem sinh mạng của loài hữu tình làm vật buôn bán danh lợi. Người không có vô minh tham dục thì tự nhiên có trí tuệ, có trí tuệ thì tự nhiên có từ bi, có tâm từ bi rộng lớn thì đương thấy chúng sinh bị nạn ta liền muốn cứu, chứ không nên khởi tâm ích kỷ và để lợi danh xen vào những thiện niệm đã phát khởi trong tâm. Buôn bán. Một Phật tử rất tinh tấn niệm Phật, mỗi ngày niệm 2 tiếng đồng hồ, dù là mưa gió hay nóng bức cỡ nào cũng không bỏ. Cũng trong cùng một đạo tràng lại có một Phật tử giải đãi lười biếng, ưa phóng khoáng, dù có đến chùa nhưng lại không siêng tụng kinh niệm Phật.
Một hôm Phật tử giải đãi hỏi vị Phật tử niệm Phật tinh tấn: chẳng hay được lợi ích gì mà đạo hữu lại niệm Phật hoài như vậy? Vị Phật tử kia đáp: lại thêm một đạo hữu buôn bán. Trong cuộc sống, con người thật khó thoát được dòng nhân quả nghiệp báo. Bởi vì trong mỗi hành vi phải hàm chứa nhân và quả, cộng với bản ngã, thời gian, luân hồi sinh tử nghiệp báo. Chúng ta thường tính toán cái gì có lợi thì ta mới làm, mà không biết rằng chút bèo danh bọt lợi đó chỉ trôi dạt trong đợt sống sinh diệt luân phiên của vô thường, xảy ra trong từng giây từng phút. Nếu thật sự muốn cầu được đạo giải thoát lớn thì chẳng cần phải tính toán chút ít lợi danh. Vì trong các pháp, tự nó đã là cái dụng vô cùng, ẩn chứa thể tướng của đạo viên mãn. Sao chúng ta lại còn phải tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại lại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại bất khả tư nghì. Dù lợi hay hại, vẫn tự tại an nhiên trong mỗi bước chân, nụ cười và hơi thở chánh niệm. Quả báo một việc làm ác. Vào đời nhà Đường bên Trung Hoa, có một nông phu rất tàn ác. Trưa hôm nọ, ông ta ra xem xét công việc ngoài đồng ruộng, thấy con bò của hàng xóm chạy lạc vào đám ruộng của ông. Nó đang gặm lúa và giẫm đạp hoa màu. Người nông dân vô cùng tức giận, bảo rằng: tao làm lụng cực khổ mới có được thóc lúa này, bây giờ mày gặm, mày ăn, mày phá hoại mùa màng của tao, mày phải trả một cái giá thật đắt cho sự ăn dụng của mày. Ông liền rút dao ra và nói: tao không muốn giết chết mày, nhưng vì mày đã ăn thóc lúa của tao nên tao phải cắt lưỡi của mày bỏ lại đây, để tao coi con mày còn dám ăn dụng và phá hoại mùa màng của tao nữa hay không. Con bò nhận biết có lỗi nên nó đã cúi xuống tỏ vẻ ăn năn. Người nông dân nghèo khó vẫn không buông tha. Ông đã nắm sừng ghì chặt đầu bò xuống và dùng dao cắt cái lưỡi của nó. Con bò vô cùng đau đớn nhưng không thể kêu gian gì được. Về sau, người nông dân tàn ác này đã lập gia đình và có 3 đứa con. Nhưng đứa nào cũng bị câm. Ông không hiểu tại sao mấy đứa con ông đều bị câm. Ông đưa đi chữa trị ở nhiều thầy thuốc danh tiếng, nhưng không một loại thuốc nào của các vị này có thể chữa lành giúp chúng nói được. Người nông dân liền nhớ lại khoảng 12 năm trước, ông đã cắt lưỡi một con bò đực. Ông ta hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà 3 đứa con của ông bị câm. Chính do nhân tàn ác ông gây ra đã mang lại quả báo khổ đau cho mấy đứa con trong gia đình ông. Trong cuộc sống, dường như mỗi thứ đều có một quy luật riêng của nó. Người ta thường nói, hễ gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó. Đó là quan niệm theo luật nhân quả của nhà Phật. Mà ngẫm lại, điều đó thật đúng. Bởi vì từ xa xưa cho tới nay, không có việc gì vượt ra khỏi được luật nhân quả. Vì thế, hễ ta gieo hạt giống thiện thì sẽ gặp được quả thiện, còn hễ ta gieo hạt giống bất thiện thì ta sẽ bị quả bất thiện chi phối. Sống hiền được lành. Bệnh tình của phu nhân có thuyên giảm chút nào không? Phạm Mộ biết rất rõ bệnh của vợ ông là chứng lao phổi, không dễ gì dùng thuốc trị lành được. Nhưng vì tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, cho nên ông dùng lời lẽ dịu dàng để an ủi bà. Bệnh của vợ ông đã kéo dài lâu ngày, tiêu tụy cực độ, trông già đi rất nhiều, nên bà đáp nho nhỏ: xin cảm ơn tướng công rất nhiều. Có một danh y ở đất Kinh Khẩu tên là Trần Ngọc Thạch, vốn có tình thông gia với Phạm Mộ. Sau khi chẩn đoán, liền kê vào tai nói nhỏ với Phạm Mộ: nếu như dùng 100 con chim sẻ chế thuốc và dùng trong 21 ngày, rồi tiếp tục ăn não của chúng,
thì chứng bệnh này mới có hy vọng thuyên giảm được. Đây là phương pháp bí truyền của tổ sư, không thể nào sai lầm được. Nhưng nhất định phải đủ 100 con, thiếu một con cũng không được. Trần Thạch dặn đi dặn lại đến 3 lần như vậy. Phạm Mổ y theo lời thầy thuốc bảo, đi mua một lồng chim sẻ đúng 100 con. Chim sẻ bị nhốt trong lồng, kêu rối rít, rất bi thương. Bà vợ Phạm Mổ biết tất cả mọi việc, bèn mời ông vào bên giường, ôn tồn nói: chỉ vì một mạng sống của tôi mà tàn sát hàng trăm mạng sống sinh vật, thì thà tôi chết chứ không bao giờ cho làm việc đó. Nếu tướng công thật lòng yêu thương tôi thì hãy nghe lời tôi, mở lòng thả hết chúng ra thì tôi mới yên lòng được. Phạm Mẫu xưa nay vốn thuần chiều ý vợ, không còn cách nào khác, bèn thả chúng bay đi. Thế rồi sau đó ít hôm, bà ấy không uống thuốc gì cả mà bệnh tự nhiên thuyên giảm. Bây giờ có nhiều khách khứa đến đầy nhà, ai nấy đều bảo là trời ban phước lành. Vì sao không những bà hồi phục sức khỏe bình thường mà còn mang thai rồi sinh một bé trai? Trong kỹ toàn thân bé này da dẻ hồng hào sáng sỏi, trông rất khả ái, nhưng trên cánh tay của nó có nhiều nốt ruồi đen giống như hình những con chim sẻ. Trong cuộc sống ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết nuôi dưỡng tình thương yêu. Chính tình thương yêu đó sẽ mang đến cho chúng ta nét đẹp sâu kín đời đời. Nét đẹp đó được thể hiện qua những hành động, cử chỉ và lời nói của chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống trên thế gian này một cách hạnh phúc, chúng ta phải tự điều chỉnh cuộc sống cho công bằng. Chúng ta không vì ỷ mạnh mà ức hiếp kẻ yếu, không vì chúng ta thông minh mạnh khỏe mà lại giết hại những sinh vật nhỏ hơn và ăn thịt uống huyết của chúng để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của chúng ta. Với tuệ nhãn, Đức Phật đã nhìn thấy rõ ràng nhân quả nghiệp báo, nên Ngài đã chế ra giới cấm sát sinh và khuyên mọi người phóng sinh để gieo duyên lành hiện đời đối với mọi chúng sinh. Nếu hiện đời chúng ta tạo thiện nghiệp thì sẽ có một đời sống hạnh phúc và tương lai nhất định sẽ gặt được những kết quả tốt lành. Đi trắng về đen. Có một chàng thanh niên nọ đến nhà bạn chơi. Lúc về gặp lúc trời mưa ướt hết quần áo, chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về. Thấy chủ về, con chó đã không mừng mà chạy ra sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận cầm gậy định đánh chó. Thời cha anh ta can: Khoan khoan, không phải lỗi của nó đâu con à. Nếu như con chó nhà ta đi đâu về mà màu lông trắng của nó quá ra đen thì con có đánh đuổi nó đi không? Trong cuộc sống, nhiều khi ta không chịu hồi quang phản chiếu lại chính mình mà chỉ thích soi mói người khác, dịch ra những cái hay cái dở của người khác rồi thị phi đàm tiếu, mà không chịu thực tập sống trong chánh niệm để luôn tỉnh giác trong mọi hành động. Nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm trong mọi lúc mọi nơi, sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta luôn được thảnh thơi và sáng suốt. Nếu chúng ta dùng tâm này để nhìn thấy mọi vật trong một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ, khi trí tuệ này chiếu rọi thì ta không bị những thay đổi tốt xấu hay dở chi phối, làm phiền não khổ đau. Trong cuộc sống, thử hỏi mấy người suy nghĩ và hành động được như vậy. Vì lẽ đó mà cổ nhân đã để lại một câu châm ngôn bất hủ để răn dạy người đời: trách người một, trách mình 10, bởi ta tệ trước nên người tệ sau. Cách ăn để giảm cân. Trưởng lớp khóa học về kiểm soát thân thể giải thích cho lớp học nghe: ăn kiêng thật sự theo kiểu thiền không phải là kiêng thức ăn, mà chủ yếu là tâm. Có một anh bạn thiền bày cho tôi kỹ thuật kỳ đặc này. Nó kết hợp 2 nguyên lý nhà Phật: sống với hiện tại và tôn trọng quà tặng của thiên nhiên. Thí dụ như thức ăn,
và kỹ thuật đó như vậy. Thứ nhất, sống với hiện tại là phải tắt truyền hình đi và hạn chế mọi sự phân tâm và chú tâm vào việc ăn. Tâm vừa nghĩ lan man liền phải quay về bàn ăn với giây phút hiện tại. Ăn trong chánh niệm, nhai chậm rãi và phải nhận ra từng mùi vị riêng biệt của thức ăn. Thứ hai, phải quý trọng thức ăn mình sắp ăn. Dù số lượng ít ỏi tới đâu, dù mùi vị dở kém thế nào, nhưng hãy nấu nướng nó một cách cẩn trọng, dọn lên đĩa sao cho thật hấp dẫn. Và khung cảnh xung quanh phải nên dễ chịu, trụ tâm vào những ưu điểm của bữa ăn và khoảng thời gian đang ăn. Trong nhà Phật có quan niệm coi thức ăn là một vị thuốc hay để trị căn bệnh khô gầy của thân thể. Nếu chúng ta ăn đúng phương pháp thì thức ăn đó là những vị thuốc hữu ích cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Còn ta ăn uống một cách bừa bãi thì không những không có lợi mà còn có hại rất nhiều cho cơ thể. Tức là dung nạp vào trong cơ thể quá nhiều chất hữu cơ, làm cho cơ thể phát triển một cách không đúng mức. Thêm vào đó là tích trữ dư thừa những độc tố không có lợi, gây nên bệnh hoạn, ốm đau. Với những người đã ứng dụng nghiêm túc cách ăn kiêng theo nhà thiền như trong truyện, người ta kể rằng đầu tiên thì thấy giảm cân nhiều, và khi theo một thời gian lâu lại cho biết họ thật sự thấy ăn ngon hơn. Bài học của ông. Truyện kể về một cô bé tính tình hay giận dỗi, thường tỏ ra không hài lòng với mọi người, dù sự việc không đáng. Tính của cô bé lại ưa nghe người khác nói lại và lập tức cho lời nói ấy là sự thật mà không hề suy xét. Cứ thế, giận dữ chồng lên giận dữ, hiểu lầm nối tiếp với những hiểu lầm. Vì vậy, cô bé thường bị bạn bè gạt ra ngoài trong các cuộc chơi. Cô bé trở nên đơn độc. Một lần, cô bé tìm gặp người ông để than phiền về cách đối xử của bạn bè mà nói cho là bất công. Ông già im lặng nghe đứa cháu bày tỏ nỗi lòng, và sau cùng ông già nói: "Cháu hãy nghe ông nói đây. Đời ông đã nhiều lần phải chịu đựng những cảnh tương tự như vậy rồi. Và không ít lần ông cũng đã tự thề với lòng mình là ông sẽ trả thù, rửa hận. Nhưng dần dần ông đã nhận ra là hận thù chỉ làm cho mình mỏi mòn, chứ không đụng được tới kẻ mà mình oán giận. Ôm mãi lòng hận thù cũng tương tự như là mình đang uống thuốc độc mà lại mong cho kẻ thù của mình chết." "Vậy là sao hả ông?" cô bé hỏi. Ông già đáp: "Dường như trong người ông có hai con người vậy con à. Một người tốt bụng, không muốn làm thương tổn tới người khác, và có một người xấu ác, luôn luôn giận dữ với mọi người, dù chỉ là việc nhỏ nhặt nhất. Sự giận dữ và lòng hận thù quá lớn đã che mờ đôi mắt, khiến không còn nhìn thấy gì nữa, và đã làm cho đầu óc không biết suy nghĩ minh mẫn. Ông đã sống với hai con người như vậy, và quả thật là rất khó khăn, vì bất cứ lúc nào thì một trong hai con người đó cũng muốn thống trị tâm hồn của ông." "Vậy rồi ai thắng hả ông?" cô bé nhìn ông nó háo hức hỏi. "Ở đời cây nào bón phân nấy con à. Con người cũng vậy. Nếu như con thích nghe những lời đồn đãi vô căn cứ thì kẻ xấu mạnh hơn người tốt." "Nghe ông nói như vậy cháu đã hiểu rồi." "Ờ." Người đời ít khi được bình an tâm trí, gần như lúc nào cũng có chuyện để lo toan, cũng phảng phất nét ưu tư phiền muộn. Đa số những phiền muộn mà người đời vướng phải đều liên quan đến sinh kế hàng ngày, phần còn lại là chuyện riêng tư tình cảm. Người ta cứ lầm tưởng rằng có nhiều tiền là sẽ được hạnh phúc, nên họ không sợ làm bất cứ việc gì, chấp chặt vào đó và cho rằng
có tiền là sẽ có mọi thứ. Vì vậy mà họ luôn luôn dằn vặt với chính hai con người luôn tồn tại trong họ, một con người của cái thiện và một con người của bất thiện. Nếu cái thiện thắng cái bất thiện thì người ta sẽ có nhiều hạnh phúc trong đời sống thực tại. Nếu người ta có thời gian ngồi lại để thiền quán về chính mình thì cái đau khổ của cuộc sống sẽ không còn chi phối người ta được nữa, và hạnh phúc, tình thương yêu sẽ luôn có mặt trong từng phút, từng giây. Chuyện đạo đời. Có một người bị mù từ thuở mới chào đời, mãi sống trong tối tăm nên anh ta không tin gì ngoài bóng đêm đen thẳm. Có nhiều người thuật cho anh ta những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết: tôi không tin gì cả, vì tôi không thấy gì hết. Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn để về chữa mù cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng với mọi người rằng: bây giờ tôi đã thấy tất cả mọi vật chung quanh tôi rồi. Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh ta thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều đó, tôi không tin. Vì những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta. Đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Câu chuyện này làm ta liên tưởng đến những người khi chưa có duyên đến với đạo Phật, chưa biết gì về đạo Pháp, cũng như người mù không biết gì, tự do phóng túng, buông lung trong dục lạc, và cho rằng chết là hết, là tận cùng, không có kiếp sau, cố chấp điên đạo. Đến khi học được chút ít Phật Pháp, mở mang chút ít trí tuệ, biết được một phần nhân quả nghiệp báo, thì vội cho rằng mình biết tất cả, cho mình là người học rộng hiểu nhiều, dương dương tự đắc, coi thường người khác. Chúng ta thương thay cho những ai mắc phải bệnh mù này. Phật của ngoại. Bé đi chùa về chào ngoại, phải hỏi: con đi chùa về có gì hay kể cho ngoại nghe với. Ngoại ơi, ngày gì con niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, ngoại nhớ niệm nghe. Bà ngoại ngần ngừ hồi lâu rồi đáp: xưa rồi, ngoại niệm Đức Quán Thế Âm, bữa nay đổi lại niệm Đức Di Đà. Sao ngoại sợ ông Phật kia giận ngoại quá? Nguyên nghĩa của niệm Phật là tháo trừ mọi ngã chấp. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ như từ bi, hỷ xả. Và niệm Phật là để phát huy tính giác nơi chính bản thân mình, để được khai thông ra với mọi người. Chính những đức tính của Phật mới cứu ta thoát khỏi những thất niệm bất giác của vô minh, ái dục, phiền não, khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nếu ta có tín tâm tin sâu trì danh hiệu Phật thì ta sẽ phát huy được chánh niệm, từ bi, thanh tịnh ngay trong tự tánh của mình. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên vui, thì ta nên quy hướng vào tha lực Đức Quán Thế Âm, bởi hành an vui là hành của Ngài. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt, vượt thoát khỏi khổ đau trong cõi đời ngũ trượt, để quy hướng vào tha lực Đức Phật A-di-đà, cầu giảng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thả mồi bắt bóng. Có một con chó miệng đang ngậm miếng thịt và đi trên tấm ván bắt ngang suối, thoạt trông thấy một con chó khác đang ngậm thịt dưới nước. Nó liền nhả miếng thịt đang ngậm ra và lao xuống suối để cướp miếng thịt kia. Sục sạo hồi lâu, chó ta vừa đói vừa lạnh và chẳng được gì cả. Chúng ta hãy nên bằng lòng với những gì mà mình đang có,
còn những gì không thuộc của mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Nó không hiện hữu, nhưng ta chấp vào nó để ta phải mất công tìm kiếm và rồi phải thất vọng, vì nó chính là cái bóng phản diện lại cái đang có của chính mình. Chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta, mà là chính chúng ta đi ra ngoài quấy nhiễu chúng. Và hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu tâm của chúng ta, giúp cho chúng ta vượt ra được những dính mắc, những khổ đau và lầm lẫn, để tâm ta trở về với thực tại. Vì thực là cái vốn có và đang diễn ra một cách màu nhiệm nhất. Mục đích. Một võ sư lừng danh hỏi một đệ tử mới nhập môn: Con muốn học võ à? Dạ, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch. Con càng nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì con còn hiếu thắng. Thưa thầy, vậy con học võ chỉ để tự vệ thôi. Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì con còn dị kỷ. Dạ thưa thầy, nếu vậy thì con học võ để làm gì? Học võ để làm gì à? Chung quy vẫn còn vướng vào một mục đích. Võ sinh ngạc nhiên: Vậy thưa thầy, làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích ạ? Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: Còn cứ vậy mà làm không được sao? Trong cuộc sống này, hình như con người không thể tồn tại mà không có mục đích. Nhưng mục đích thì luôn ở tương lai, ở phía trước. Tôi sẽ được cái này, sẽ được cái kia và sẽ là... Vì vậy mà người ta phải thổn thức, phải đợi chờ và phải hy vọng. Ngày mai, sự hy vọng và cái khái niệm của thời gian cũng chính là nội dung của tư tưởng bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Khi bản ngã của ta chưa thỏa mãn và không đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nói cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng, thời gian đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Khi ta tự đặt ta vào trong một mục đích, có nghĩa là ta đã quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại. Như vậy, chính ta đang đánh mất đi hạnh phúc sẵn có của mình để mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có, mà lại không biết ở khoảng giữa thời gian vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Nghệ thuật sống hạnh phúc có nghĩa là phải nhìn sâu vào giây phút hiện tại màu nhiệm sẵn có, thì tất cả mọi tư tưởng, chấp trước và suy tính sẽ được giải trừ, và khi ấy, bạn sẽ là một người có cuộc sống an lạc nhất. Nhận lỗi. Có một vị thầy thâu đồ đệ rất nhiều, nhưng đám đệ tử phần đông đều trẻ tuổi, bồng bột, không hiểu được dụng tâm của thầy, thường làm việc theo ý kiến chủ quan. Đối với cách nhìn sự vật của một số người không đồng ý, chẳng những không hài lòng với hoàn cảnh hiện thực, thậm chí nhìn không quen tác phong của sư phụ, không chịu tiếp nhận sự điều động của thường trụ mà phẫn chí rồi bỏ chùa. Có một đồ đệ sau khi bỏ đi, đi thăm viếng khắp mọi đạo tràng ở mười phương, thường ở núi này thấy núi kia cao, đến núi kia không củi đốt, không một con đường đến, bèn thầm thể ngộ. Dần dần nghĩ lại về chùa thầy mình mới biết chùa chiền nào cũng chẳng có cái hay của đạo tràng mình. Rồi hồi tâm chuyển ý, về lại thường trụ của mình, sư phụ thấy đệ tử trở về, bèn trách: Lúc đầu ông không giả từ mà đi, mặc ý rời chùa, sao lại trở về? Đệ tử lập tức quỳ xuống đảnh lễ sám hối sư phụ, thưa: Xin sư phụ hãy tha thứ cho sự ngu si trước đây của đệ tử, cho đệ tử có cơ hội để hối cải. Sư phụ từ bi, thấy thái độ thành khẩn hối lỗi của đồ đệ, cũng không kể hiềm cũ, để cho con cừu non lạc đường trở về lại thường trụ. Xã hội bây giờ hiện đại và nguyên náo, nhịp sống ngày càng quay cuồng trong tác phong công nghiệp, thì tính tình của con người càng lúc càng nóng nảy, hoang mang. Bản ngã của con người càng lúc càng nâng cao,
Vì vậy mà trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần không hợp ý là người ta sẽ nổi tức và bỏ đi, không hề đếm xỉa đến tất cả mọi hậu quả sẽ xảy ra sau đó. Kỳ thực, đây chỉ là hành vi rất ngu muội của những người thiếu tuệ giác, nhất là những người trẻ tuổi hiện đại. Thường sau khi phạm lỗi, chẳng những không cải hối mà còn tệ hại hơn và gây nên những lỗi lầm không thể nào tha thứ được. Nhưng cái đáng quý khó làm được chính là người đồ đệ này có thể sửa điều cũ, trở lại nhận lỗi và sám hối. Vì người không phải thánh hiền, ai lại không có lỗi? Biết lỗi mà sửa được, đó là điều rất tốt. Chế trừ bớt đi bản ngã thì dù bất cứ ở nơi nào ta cũng sống được và sẽ được mọi người yêu quý mến thương. Cú mèo. Chim cú từ biệt chim gáy để dọn đi nơi khác. Gáy hỏi lý do. Cú trả lời rằng: vì dân cư vùng này không ưa tôi. Gáy khuyên: chỗ thâm tình, tôi xin phép nói thật, chả vì người ta không ưa cái tiếng của bác mà thôi. Nếu bác đổi lại tiếng kêu thì dù ở miền Đông hay miền Tây, bác đều được bình an cả. Mỗi khi gặp trở ngại bạc đãi, phản ứng của chúng ta là muốn bỏ đi. Phật dạy chúng ta nên áp dụng pháp chuyển tâm, cho và nhận. Trong giáo lý Đại Thừa: hãy rước tất cả những khổ đau của người khác vào tâm và cho họ những gì mà mình có thể. Có nhiều người khác cùng gặp khó khăn như ta, vậy ta nên phát tâm chịu thay cho họ những nỗi khổ ấy. Ta tu hành nhẫn nhục và từ bi thì những trở ngại bạc đãi của người khác đối với chúng ta đều trở thành vô dụng khi mà ta biết chuyển hóa nó thành niềm hạnh phúc lớn lao cho bản thân mình và bản thân người. Được vậy thì dù ta có ở đâu đi nữa cũng sẽ được mọi người thương quý mến yêu. Kẻ hung tàn bị ác báo. Trong quyển sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh có kể một câu chuyện như sau. Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan. Y vốn là con người tự tư tự lợi, tàn nhẫn, ưa giết hại. Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách hơn so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo. Y đem lương bỏ vào một cái nắp bằng sắt, rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi, bắt lên bếp chưng. Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon. Đới Đại Phan vừa tính toán vừa cười khanh khách nói: thu nhập càng ngày càng khấm khá ha. Nhưng mà cha ơi, con thấy là chúng ta nên đổi nghề khác đi cha. Cái nghề này con thấy sao nó tàn nhẫn quá. Cái thằng nhỏ u mê kia, chẳng phải tiền vô đùm nượp lại gì, còn mong gì nữa. Đi đi, đổi nghề gì, đổi nghề khác có được nhiều lợi như vậy không? Toàn ăn nói hồ đồ. Đới Đại Phan vung tay ra nói với con như vậy. Thế rồi năm tháng trôi qua, một ngày kia người cha đi đâu không thấy về. Đới Hỷ Tính men theo bờ sông đi tìm kiếm. Cha ơi! Cha ơi! Cha! Cha ơi! Hỷ Tính đau đớn kêu thất thanh. Cha! Thế là người ta chỉ thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ. Trên thân hàng vạn con lương đeo bám xung quanh. Trên bờ sông, vô số người kéo nhau đến xem, không ai là không kinh hãi, cùng nhau bàn tán xôn xao. Làm việc ác thì phải gặt lấy quả xấu, đó là điều tất nhiên như câu chuyện trên. Nhân quả báo ứng ví như vỗ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra tiếng. Tiếng đó là tự nhiên mà có. Định luật nhân quả cũng vậy. Nếu gieo nhân lành, chúng ta sẽ gặt quả báo lành. Nếu làm ác, phải thọ quả báo ác. Không làm thì không có. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Nếu chưa có quả báo là do duyên chưa đủ. Người làm thiện chưa hưởng thiện báo, bởi vì thời gian chưa đến, song nhất định sẽ có quả báo. Vì vậy mà ta không nên khổ tâm mong chờ. Chư Phật và Bồ Tát luôn luôn đại từ đại bi. Chỉ cần chúng ta làm thiện thì công đức
sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nếu chúng ta làm việc ác, thì dù có bay lên trời, trốn trong núi cao, lặn xuống biển sâu, đều không thể trốn được. Đến một lúc nào đó, tự nhiên ta phải nhận lấy quả báo. Một khi đã thọ quả báo, thì chúng ta không thể trách trời hay oán người được, mà do chính ta tự làm thì phải tự chịu mà thôi. Ba con lừa. Hai cha con ngồi trên lưng lừa mới mua trở về nhà, chợt có tiếng bình phẩm. Trời ơi, hai người ngồi trên lưng con lừa, sao nó chịu lỗi mấy vậy? Vậy chứ sao? Tội nghiệp quá. Ông bố nghe có lý, bước xuống để con ngồi một mình. Đi được một quãng xa, một cụ già quở trách: Trời ơi, thời đại còn điên đảo, con ngồi trên lưng lừa để ông cha dắt bộ. Thằng con vội nhảy xuống mời bố lên. Nhưng mới lượt vài bước, một giọng nói chỏng lỏng từ trong một nhà vang ra: Chưa từng thấy người cha nào lại nhẫn tâm như vậy á. Cha thì ngồi dắt dẻo trên lưng, còn con thì phải đi bộ. Thế là cả hai cha con cùng đi bộ. Tưởng yên thân, nhưng lại bồ bồ có tiếng nói: Trời ơi, khổ chưa, mua lừa làm gì, hai cha con cùng đi bộ, ngu quá ư là ngu. Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bị ngoại cảnh tác động chi phối, làm cho ta dao động và không làm chủ được chính mình. Trước những lời khen chê, thị phi tốt xấu, Phật dạy tất cả những ngoại duyên đó đều không thật, là những bóng giả mà thôi. Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó, chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của âm thanh hoặc những hình ảnh trước mắt cứ dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức. Nó vô hình nhưng lại có sức đeo đuổi, len lỏi, dây dưa khắng khít theo mình. Người tu mà bị những thứ này chi phối thì không thể tiến bộ được. Phật dạy, người tu phải là người có kiếm trí tuệ, chặt đứt được những ràng buộc, những vướng mắc, những ngoại duyên thì mới có thể dẫn tiến, dẫn tu, dẫn bền niềm tin trên con đường đạo. Người hướng đạo. Một hôm trên đường đi, một vị sư bỗng khám phá ra một khoảng đường trơn trượt trong khuôn viên nhà chùa. Nếu ai sơ ý là té dễ như chơi. Động lòng bi mẫn, vị sư này đã bỏ ra cả một buổi trưa để hì hục đóng, sơn và vẽ một tấm biển báo. Xem xong, vị sư đem cắm ở quãng đường đó. Nhìn lại công trình của mình, vị sư khoan khoái đi tới đi lui, nhìn ngắm và nghĩ bụng: Thật là an toàn, có tấm biển báo nơi đây thì đảm bảo chẳng ai trơn trật bị té cả. Nhưng ngờ đâu, trong lúc đi tới đi lui để ngắm biển báo, vị sư đã trở thành người trơn trật đầu tiên. Trong đường đời cũng như đường đạo mà chúng ta vừa đi qua, có lẽ ít nhất chúng ta cũng hơn một lần té ngã kiểu này. Cái đau của thể xác không thấm vào đâu so với sự xấu hổ, tự ti và mặc cảm khi phải đối diện với lăng kính của cuộc đời đầy dẫy những xao động thị phi. Nhưng không sao, điều mà chúng ta cần phải suy tư ở đây là sau khi té xong, ta sẽ nhanh chóng đứng dậy để nhanh chân rời khỏi nơi bùn lầy đó, hay là cứ tiếp tục nằm để cho bùn đất lắm vào thân. Tất nhiên là mọi người sẽ nhanh chóng rời khỏi nó, vì nó chỉ là đám bùn mang tính vật chất. Nhưng trên bước đường tu, nhiều lúc gặp phải đám bùn của trạng thái tâm lý, chúng ta lại không dám đương đầu, dễ nản lòng và nhục chí. Chúng ta hãy noi gương vị sư nọ, dù có té ngã nhưng đã dựng lên một biểu tượng để mọi người thấy đó mà tránh, để mọi người được hạnh phúc không phiền muộn, 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 phúc không phiền muộn. Quả cam oan nghiệt. Dưới triều chúa Định Vương, tại thành Quy Nhơn có người tàu Quảng Đông, tục gọi là tàu Dư. Cứ mỗi năm đến tháng chạp, chở hàng hóa lên thôn Vĩnh Thạnh, huyện Tuy Viễn bán cho người địa phương.
hiểu rõ tâm lý người dân Việt Nam và hoàn cảnh chúng thôn quê lúc gần Tết, tàu dư bán hàng triệu, kẻ đáng nhiều thì nhiều, kẻ đáng ít thì ít. Rồi đến mùa gặt lúa, tháng 3 sang năm mới trở lại thu tiền. Nhờ vậy, hàng chú không bao giờ ế. Và người địa phương đối với chú rất có cảm tình. Ở Vĩnh Thạnh, có người bán bánh bèo tên là Phan Phiên. Nhà cửa tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, lại có vườn rộng và quán bánh ở bên đàn. Vì tiện lợi cho sự buôn bán nên mỗi khi đến Vĩnh Thạnh thì tàu dư đến đậu ở nhà Phan Phiên, hai bên rất tương đắc. Năm năm lui tới yên vui, tàu dư bỗng mất tích. Lúc bấy giờ, nhằm lúc nhà Tây Sơn khởi binh đánh lấy thành Quy Nhơn, người thì đoán rằng tàu dư sợ giặc giả đi lánh nơi khác, người thì cho rằng chú đang gặp rủi ro trong chốn ba quân. Kẻ bàn tán xôn xao ít lâu rồi công ăn việc làm xóa mờ dần dĩ vãng. Rồi nơi giấu tàu dư, Phan Phiên đi Quy Nhơn mua hàng về bán Tết, và mỗi năm đi buôn chỉ một lần. Chưa đầy 5 năm, trong nhà đã dư ăn dư để. Chàng dẹp lò bánh bèo, mua trên vài chục mẫu ruộng tốt cho làm rẻ, dỡ bỏ mấy căn nhà cặp nhỏ hẹp, cất lại một tòa mái nhà ba gian, có hồ sen, có non bộ, nghiễm nhiên thành một người giàu sang nhất vùng. Ai nấy đều cho rằng nhờ thần tài phù hộ. Để tạ ơn trên trước, Phan Phiên rước hát bội đến hát. Chàng định hát một đêm một ngày. Rạp hát cất cổ lầu, đồ trần thiết mướn toàn đồ tàu, vàng thêu rực rỡ, người đến xem đông như kiến. Chủ nhân lựa tuồng tiểu giang sang để tôn vương xong là bế mạc. Mặt trời vừa gác núi, tiếng trống chầu chiên đã nổi dậy vang lừng. Và nhà trong cúng tế vừa xong thì ngoài rạp bắt đầu khai diễn. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn lên sân khấu. Tiếng chầu đôi giống, trống chiên thúc. Anh kép đóng vai Khương Đinh Tá bước ra giáo đầu, đều bộ thật khéo. Tiếng chầu thưởng giòn, nhưng vừa toan cất tiếng xưng danh thì anh kép liền ngậm miệng, mặt dấn giác chân bước lui. Vừa vào buồng bị thôi thúc, anh kép trở ra lại, nhưng cũng vừa toan cất tiếng thì liền ngậm miệng lại và hốt hoảng chạy vào buồng. Anh kép khác ra thay, rồi anh kép khác ra thay nữa, nhưng anh nào cũng vừa muốn cất tiếng thì liền ngậm miệng, hốt hoảng chạy vào trong buồng. Ông bầu hỏi duyên do, anh nào cũng làm thinh, lấy tay khoác, có vẻ sợ hãi. Cả rạp đều ngạc nhiên hết sức. Ông bầu đề nghị cùng chủ nhân cho thay vở tuồng khác, rồi tự mình ra giáo đầu. Ông bầu đóng vai quan công Phò Nhị Tẩu vừa bước ra sân khấu thì liền được khán giả hoan nghênh, nhưng cũng vừa toàn cất tiếng xưng danh thì liền ngậm miệng lại, bước lui mấy bước rồi cũng hốt hoảng chạy vào buồng. Ngoài rạp nhao nhao, hai vị phụ lão cầm chầu quăng dùi đứng dậy bỏ về. Chủ nhân vừa lo ngại vừa tức giận vào cự bầu hát. Bầu hát không nói không rằng, chỉ hối thúc con em là dọn gánh lui ra. Thế là đám hát bị tan rã. Cho là điềm xấu, Phan Phiên đâm đơn kiện người bầu hát đã làm mất thể diện mình. Để Ly Tuy Viễn lúc bấy giờ là quan huyện họ Tàu, có tiếng là công bình chính trực. Đêm trước hôm Phan Phiên đầu đơn kiện, Tàu Công đang ngồi đọc sách dưới đèn thì một người Tàu vào đặt ngay thư án một quả sơn đỏ, rồi vái hai vái mà lui. Công mở quả xem thì thấy một trái cam chín thắm. Công toan cầm cam lên ngửi thì một con quạ đen bay đến, lấy chân quắp tha đi. Công vội đuổi theo thì vấp ngã. Giật mình tỉnh dậy thì là một giấc chiêm bao. Vì vậy, sáng hôm nay nhận được đơn của Phan Phiên, công đoán chắc là có sự liên quan giữa giấc chiêm bao và vụ kiện. Công sức rác đòi đoàn hát bội đến và tự mình lấy khẩu cung. Ông bầu gánh cùng mấy người kép đều khai giống nhau rằng, khi ra tuồng, chúng vừa toan cất tiếng thì một người Tàu cầm quả cam chín thấm nhét vào miệng không cho nói, sợ quá chúng phải bỏ cuộc rút lui. Tàu Công ngẫm nghĩ, thật là kỳ, cũng chú Tàu, cũng quả cam chín thấm, nhất định
có điều bí ẩn chi đây? Công cho đoàn hát bội về nhà, rồi cùng một viên thuộc hạ lên thẳng Vĩnh Thạnh đến nhà Phan Phiên. Công không đề cập đến vụ kiện, chỉ truyền đưa đi xem quanh vườn. Vườn rộng chừng nửa mẫu, cau chuối xanh tươi, chim sẻ sẻ từng đoàn bay kêu ríu rít, không thấy chi lạ. Công toan trở vào nhà xem xét thì nơi góc vườn bỗng nghe tiếng quạ kêu náo nụt. Lòng sanh nghi hoặc, công lần bước theo tiếng quạ kêu. Đi được vài mươi bước thì công dừng ngay lại. Một cây cam xanh tốt đứng choáng một góc vườn, nhưng trên cành xum xuê chỉ vỏn vẹn có một quả chín thấm. Thấy quả cam trên cành giống như quả cam trong mộng, công đứng ngẩn người. Đương tần ngần suy nghĩ thì một con quạ bay đến đậu nơi cành cam, kêu mấy tiếng não nùng, rồi lấy mỏ mổ vào quả cam, đoạn cất cánh bay mất. Liền đó, một vòi huyết từ quả cam quả mổ vụt phun ra. Viên thuộc hạ hết hồn, Phan Phiên sợ run cầm cập. Tào Công lấy làm kinh dị tự nhủ, nhất định có kẻ bị chết oan. Bèn sai đào gốc cam lên, cây cam vừa ngã thì bày ra một bộ xương khô. Phan Phiên hãi hùng thét lên một tiếng, rồi cắm đầu chạy trốn. Tào Công một mặt cho tẩn liệm bộ xương và chôn cất tử tế, một mặt cho bắt giải Phan Phiên đến huyện đường. Đến huyện đường không cần tra tấn, Phan Phiên quỳ cung: bộ xương ấy là của Tào Dư. Tào Dư đến buôn bán tại Vĩnh Thạnh rất phát đạt, thấy y chân chất và không có vợ con, tôi bèn làm mối cô em vợ tôi cho y. Y bằng lòng, bàn cùng tôi tậu ruộng nương, cất nhà cửa tử tế, rồi lo việc gia thất. Tôi tán thành, y về Quy Nhơn lo thu xếp công việc. Một đêm, tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng Tào Dư gọi cửa. Lúc bấy giờ, vợ con tôi đã ngủ say. Tôi dậy mở cửa, y gánh vào một cặp bầu cũ kỹ, ngó quanh quất, rồi thẳng vào buồng nhà trong. Y chỉ cặp bầu nói cùng tôi: tài sản của tôi có chừng nấy. Đoạn mở bầu, lấy ra hai chỉnh sành, một chỉnh đựng toàn vàng nén, một chỉnh đựng toàn bạc nén. Chưa bao giờ thấy của giàu như thế, mắt tôi hoa lên. Tàu Dư nói: không nên để trong nhà, hãy đem chôn ngay ra sau vườn. Tôi lấy cuốc thuổng, rồi cùng Tàu Dư khuân hai chỉnh vàng bạc ra sau vườn. Tôi cuốc đất, Tàu Dư xúc đổ. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ đến hai chỉnh vàng bạc. Cảnh giàu sang hiện ra trước mắt tôi, lòng tham của tôi tưng bừng nổi dậy. Thấy Tàu Dư đương chú ý vào việc xúc đất, thuận tay tôi trở đai cuốc sáng mạnh xuống đầu, y vỡ sọ chết tức khắc. Sẵn hầm đào đã sâu, tôi liền lấp xác chết, rồi bứng cây cam bên cạnh trồng lên trên. Từ trong nhà đến người ngoài không một ai hay biết. Rồi để che mắt thế gian, tôi bèn bỏ nghề bánh bèo, bắt chước Tàu Dư đi mua hàng về bán Tết. Tôi trở nên giàu có. 5 năm trôi qua, không còn ai nhắc nhở đến Tàu Dư, cũng không hề thấy ai đàm luận đến sự giàu sang của tôi. Tôi liền rước hát bội về hát để tạ ơn kẻ khuất mặt đã phù hộ. Nào ngờ Tàu Công quăng bút thở dài, đoạn truyền đem giam Phan Phiên vào ngục thất. Chợt nhớ đến quả cam, Công sai người thắng ngựa đi lấy. Ngựa chưa kịp thắng thì một con quạ bay đậu trước huyện đường kêu inh ỏi. Công trông ra, một quả cam chín thấm từ chân quạ rơi xuống mặt sân. Sai lượm lên xem là quả cam nơi vườn Phan Phiên, nhưng ruột trống rỗng, mà nơi quả mổ vẫn còn vết máu tươi. Công hội ý, ra lệnh tịch biên gia sản Phan Phiên, rích ra một số tiền làm chay cầu siêu cho Tàu Dư. 3 ngày 3 đêm, đêm thứ 3 giờ Tí, hồn Tàu Dư hiện đến, lạy trước bàn Phật 3 lạy rồi biến mất. Và trên không một con quạ vừa bay vừa kêu. Câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Ngày xưa ngày xưa, có một người trải qua nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa có kiếp nào đặng thành Phật.
Đến kiếp thứ 10, người này được thác sanh ở nước Cao Ly, làm con gái một nhà họ Mãn, có tên là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà việc cửa chăm lo rất đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học, không chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn. Nàng càng ra công tần tảo cho chồng dốc lòng nấu sử sôi kinh. Một đêm, bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi may một bên, hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi thấy mệt mỏi, bèn ngã lưng xuống giường, kê đầu lên đầu gối vợ, chuyện trò một chút rồi ngủ thiêu thiêu. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên giấc. Nàng có thì giờ ngắm kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng nàng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Ồ, sao lại có sợi râu xấu xí thế này? Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác, ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được. Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi râu. Không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa chợt tỉnh. Trông thấy vợ tay cầm dao chỉ vào mặt trong lúc mình chợt ngủ quên, Thiện Sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối, liền vùng dậy nắm cổ tay và la lên: "Chết thật, nàng định cầm dao giết ta lúc đang ngủ ư?" Thị Kính đáp: "Không phải đâu, thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định tâm lén nhổ nó đi, kẻo trông xấu xí lắm." Nhưng trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, chồng nhất định không tin như vậy. "Thôi thôi, đừng khéo chống chế, làm sao có chuyện nhổ râu khi ta đang ngủ? Muốn nhổ thì đợi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt có hay không?" Giữa lúc ấy, người mẹ Thiện Sĩ nằm ở buồng bên cạnh, nghe cãi nhau cũng xô cửa bước ra. Vừa nghe con trai kể lại chuyện, bà đã mồm loa mép giải: "Trời ơi, con này to gan thật, dám đăng tay làm những việc tày trời. May mà con ta trở dậy kịp, không thì còn gì tính mạng." Thị Kính nước mắt giàn giụa, cố gắng phân trần: "Mẹ nghĩ xem, con có thù bơ oán chạ gì mà phải làm như vậy? Chẳng qua con muốn làm cho chồng đẹp mặt." "Rõ ràng mày định tâm giết chồng, bị bắt 2 năm rõ 10 mà còn chối lèo lẻo." Người mẹ Thiện Sĩ chẳng ưa gì nàng dâu nên một mực đổ riết. Thị Kính thấy giải bài mãi không ăn thua nên ngồi xuống cúi đầu nức nở. Câu chuyện từ bé xé ra to, cuối cùng gia đình họ Sùng không muốn con cháu có nỗi ác nghiệt nên Thị Kính bị đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà khăn gói ra đi. Nàng đi đi mãi, cố tìm trú ngụ một nơi cho thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ở đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin cạo đầu quy y. Sư cụ không biết là gái, bèn nhận cho làm tiểu, đặt là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đây nàng yên tâm bạn cùng kinh kệ. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một việc mới lại xảy đến với nàng. Tuy ăn mặc nâu sòng, nhưng vẻ mặt của chú tiểu mới đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái làng thổn thức. Trong làng có thị mầu, con gái của một phú ông. Những ngày lễ chùa, thấy tiểu Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm nhớ thầm. Hai ba phen bị khước từ, thị mầu càng si mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú tiểu. Quen thói trăng hoa, thị mầu bèn tư thông với một người đầy tớ trai trong nhà. Qua nhiều phen đi lại, không ngờ bụng ngày một lớn, bị làng phạt vạ. Cô gái nghĩ rằng nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ riết cho tiểu Kính Tâm. Vì thế tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh tơi tả, nàng cũng không dám nhận liều, cũng như không để lộ mình là gái. Sư cụ chùa Vân
thấy chú Tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với làng nộp vạ, bảo lãnh cho Tiểu được tha về. Nhưng sợ miệng thế gian mai mỉa ô danh chúng thiền môn, nên sư bắt Tiểu phải chụm một cái lều cư ngụ ở phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ này, cắn răng không hề van xin hay than thở. Thị Mầu sau đó sinh được một trai, đã trót đổ váy cho Tiểu Kính Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ ở cửa tam quan. Kính Tâm lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì một hành động thú tội, mà không nhận thì lầm ngơ sao đành.